Rồi, ok, alo. Alo, alo, có bạn nào vào chưa bạn ơi? Có bạn nào vào chưa các bạn ơi? Rồi, ok, cô thấy các bạn rồi nào. Bạn cho bạn Ngô Thịnh nè, bạn Huy nè, bạn Khánh Linh nè. Ok, bạn nào đang xem livestream các bạn share giúp cô link livestream để các bạn khác thấy cô đang like, các bạn vào học đông đủ nha. Các bạn share livestream giúp cô với nhé. Các bạn đợi cô share vô nhóm rồi cô quay lại nha. Rồi, ok. Các bạn nào vào chưa? Hello các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, có ai vào chưa nào? Rồi, cô thấy các bạn rồi này. Mệt quá, cô mới dậy xong cô chạy về cho nên là cô mệt quá. Rồi, hello bạn Hồng nào, bạn Hậu nào, bạn Thu Trang, bạn Hưởng nào, bạn Bùi Huy Thành nào, bạn Thành Thịnh nào, bạn Đức Hoàng nào, bạn Mai Anh, bạn Quốc Huy, bạn Mỹ Duyên, bạn Quang, bạn Minh Tâm, bạn Thạch Thư, bạn Vũ Trường. Cô cho đề toàn vào phần giảm tải hả? Không mấy đứa ơi, phần này cô, đây là những phần mà chúng ta học và chúng ta có trong nội dung ôn thi cuối kỳ chứ, đâu có câu nào là phần giảm tải đâu em, đúng không? Rồi, bạn Mỹ Ngọc nào, bạn Quốc Thành nào, bạn Linh Chi Hoàng nào, bạn Nga nào, bạn Thu Hòa. Rồi, nhiều bạn quá nên là cô chào tổng quát hết nha. Hello tất cả các bạn. Bạn nào đang xem livestream các bạn share giúp cô, hộ cô một share để các bạn nhận được thông báo các bạn vào học chung với cô. Đợi các bạn vào đông đủ đông đông một chút rồi cô bắt đầu cô sửa luôn nhé. Rồi, trong thời gian chờ đợi các bạn vào đầy đủ á, thì các bạn nhận xét nha. Đề hôm nay dễ không các bạn ơi? Đề hôm nay dễ không nào? Làm được bài hết không các bạn? Rồi, bạn Thanh Đình, ok. Bạn Dương Văn Tú, ok. Hello em. Bạn Huy Thành có nhóm gì vậy cô, là sao em ơi? Nhóm là nhóm... nhóm học free hóa 11 đấy. Cô nói là cô share vô cái nhóm 2K5 của cô đấy, được chưa? Bạn Dũng sao hôm nay em thấy nó lạ lắm. Bạn Mai Thu Hà là ổn áp cô ơi. Rồi, ok. Có là có bạn làm bài tốt đúng không? Bạn Mỹ Duyên dạ dễ khúc đầu còn khúc sau là khó. Bạn Quang là dễ tạch cô ạ. Bạn Thành Thịnh là vừa dễ vừa khó. Ok. Đúng rồi đó, bạn Thành Thịnh nhận xét đúng là bạn, cái đề của cô soạn thì nó cũng bao gồm những cái câu rất là dễ. Cái là đề này chúng ta lấy 7 điểm nó vô cùng dễ đúng không? Bắt đầu lên 8, 9, 10 điểm thì nó khó dần chứ, đúng không nào? Nó dễ mà rớt con mắt hả? Bạn Việt Anh đề sát chỗ em, đề sát chỗ em có là sát với cái barem đề của trường em đúng không? Dễ mà dễ sai hả? Ok, thế bây giờ cô chọn ta sửa luôn cho nó nóng hồi nhé. Mình sửa luôn để mình rút kinh nghiệm luôn cho cô, để sau này mình lên lớp, mình trên trường mình thi, mình đạt cái kết quả cao, được chưa nào? Bạn Huyền do không nắm được kiến thức nên em thấy nó lạ lắm. Ok, rồi bây giờ chúng ta sửa để thấy thử là nó lạ như nào nhé. Bạn Dũng có câu nào sai đề không cô hả?
Hình như là không nha em ơi, không không có câu nào sai cả. Lát cô sửa rồi các bạn sẽ biết là nó kết quả như nào nhá, được không? Rồi, bảng điểm thì cô đã có trong tay rồi bạn, mà để cô đợi xem nhé, cô xem thử cái điểm cao nhất là bao nhiêu nào. Ủa mà khoan, từ từ, bảng điểm của cô sao nó lại cô thấy tới tận hơn 200 bạn nộp bài rồi mà cái điểm bảng điểm cô sao nó dừng, nó chỉ có dừng lại chỗ 76 bạn thôi ta, kỳ ta. Ui kỳ, kỳ lạ thế. Nên là để cô share cho bạn xem cái bảng điểm một chút rồi chúng ta sửa luôn nha. Cô có cái bảng điểm rồi đây. Đây là bảng điểm của chúng ta các bạn. Đây 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 là bảng điểm nào. Nhưng mà các bạn thấy nha, cô đây là cô có tổng thống kê là 204 bạn nộp bài rồi nè. Đó. Nhưng mà cái bảng điểm thì không biết nó bị lỗi hệ thống hay cái gì mà nó chỉ có thống kê cho cô đến 76 bạn thôi. Đó. Toàn nhận thống kê bị sai đó. Đây là cô bấm ra hai link mà nó vẫn chỉ có thống kê đến 76 bạn thôi. Thì có gì để lát nữa nhé, sau khi kết thúc thì cô xem thử, cô reset lại cái bảng điểm thử xem sao. Nếu như nó có đầy đủ thì cô sẽ up cái bảng điểm lên lại ở trong nhóm cho bạn, được chưa? Thì điểm cô đang lọc ở dạng, cô đang xếp ở dạng từ gì bạn? Từ cao đến thấp dần nè. Đó. Thì bạn trong 76 bạn mà bảng điểm nó đang thống kê á, thì cái bạn cao nhất là chúng là bạn Hà Ngáo. Không biết bạn Hà nào đây ta, đặt tên Hà Ngáo mà làm điểm 31 trên 35 là đang là bạn dẫn đầu trong danh sách đấy. Nhưng cái này là chưa chưa có đủ danh sách bạn, nó có 76 bạn cho nên là bảng điểm này nó không có đúng rồi. Mà cô không biết là nó đang bị lỗi gì nào. Nó đang bị lỗi gì mà cô không có xem được cái điểm, để cô xem thử nhé. Bảng điểm nó vẫn vậy các bạn, nó vẫn nằm ở 76 bạn nè, cho nên là thôi cô có gì bảng điểm cô sẽ xem lại và cô sẽ tổng kết lại sau nha, được không? Ok nha mấy đứa. Rồi bảng điểm cô sẽ up lại cho bạn ở trong nhóm 2K5. Còn bây giờ thì chúng ta tập trung, chúng ta xử nhanh cho cô cái đề này nhé. Có bao nhiêu bạn vào rồi các ta? Giờ này hình như hơi khuya cho nên mấy đứa ngủ hết rồi đúng không? Các bạn đa số đã thi học kỳ hết chưa? Các bạn nào thi học kỳ chưa các bạn? Bạn Dũng em làm mãi câu 35 không ra, lát cô sửa được chưa nào? Ok. Bạn Phan Tuấn Sơn chắc em toang rồi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học luôn nha bạn ơi. Sẵn sàng chữa nhá. Chữa để mình rút kinh nghiệm bạn ơi. Điểm mình làm bài kiểm tra với cô điểm thấp không có sao hết. Mình mục đi mục tiêu mình làm bài của cô là để mình rút kinh nghiệm để lên lớp mình làm được điểm cao hơn. Được không nào? Rồi, chúng ta bắt đầu. Tuần sau thi ở vậy là đa số các bạn còn chưa thi đúng không? Thế thì các bạn ôn thoải mái với cô rồi đó. Đề hôm nay là đề số 1, được chưa? Chúng ta còn rất là nhiều đề ôn ở phía sau nữa. Cho nên là chắc chắn các bạn sẽ tiến bộ. Chúng ta qua câu đầu tiên, comment đáp án cho cô luôn nhá. Câu số 1 nào. Rồi, ok, cô thấy rồi, cô biết rồi, các bạn đa số các bạn chưa thi. Rồi. Câu số 1 các bạn. Bạn Quốc Thịnh em mất gốc nên không biết một chữ, lo học đi em ơi. Bây giờ vẫn còn thời gian để em thi ôn thi đó. Vào cái nhóm hóa 11 của cô, em học đi. Từ bài Ancol trở đi. Được chưa? Nội dung thi cuối kỳ nó trọng tâm nó từ bài Ancol trở đi. Cho nên là chăm học thì em sẽ thi cuối kỳ được ít nhất là từ 5 đến 7 điểm nhá. Đó là dành cho những bạn mắc gốc nha. Còn những bạn nào học tốt rồi thì cố gắng ôn lấy cho cô full 90 điểm nhé. Rồi câu số 1 các bạn chọn câu B đúng không? Người ta nói là tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo như này. Thì mình gọi là gì bạn ơi? Thằng này có 3 carbon đúng không? Mình đánh số gì? Đánh số là ưu tiên. Bạn chọn cho cô mạch chính là mạch dài nhất nè. Đánh số từ đầu gần nhóm OH hơn. Thì đây, đây là số 1, đây số 2, đây số 3. Rồi chúng ta gọi tên. Mạch thằng này là mạch gì? Mạch 3C thẳng hàng là proban. Đúng không? Thằng này mình gọi là mạch là proban. Có nhóm OH ở vị trí số 1 ta gọi là một ôn đúng không? Đơn giản quá. Đó, đây là cái cách gọi tên của anh côn. Quá dễ, câu số 1 là câu cho anh điểm, đúng chưa nào? Chúng ta qua câu số 2. Anhydro đơn chức mạch hở công thức phân tử chung là. Ok, câu này lại càng dễ nữa.
Chúng ta có đáp án nào? Bạn Trương Vinh chọn câu B, chuẩn các bạn. Anhydride no đứng trước mặt hở, công thức là như này. Câu này là câu cho điểm luôn đúng không? Rồi câu số 3, C4H8O có số đồng phân anhydride là bao nhiêu? Rồi, chúng ta có nào? Câu số 3, cô chưa thấy các bạn comment nhanh cho cô với. Nhanh nào. Câu 3 các bạn ơi, số đồng phân anhydride bài này chúng ta vừa mới học cho cô, hôm trước cô vừa dạy ở trong cái nhóm 11 rồi đúng không? Cô dạy rất là kỹ rồi. Đầu tiên anhydride chúng ta viết đồng phân chúng ta phải viết cái nhóm CHO nằm cuối. Thằng này có 4 carbon đúng không? Trừ 1 carbon chỗ này thì còn 3 C ở đây. Đó, thì cô viết là 4 C thẳng hàng là đồng phân số 1. Các bạn lưu ý nha, khi viết đồng phân anhydride chúng ta bắt buộc là luôn luôn viết cái nhóm CHO nằm cuối như thế này. Các bạn không có được cho nó nằm giữa hoặc là nằm ở đó nha. Đó, cho nên là bạn lưu ý mình chỉ có thể viết nhóm CHO nằm cuối. Rồi, nhóm này là chúng ta không được di chuyển nó, ta để im. Và chúng ta thấy cho cô chỗ này có 3 carbon thì cô sẽ làm gì? 3C là bị nhánh đúng không? Bị nhánh, đó. Thì chúng ta sẽ có đồng phân số 2. Và các bạn thấy là chúng ta chỉ có thể vẽ được 2 đồng phân duy nhất thôi. Đáp án sẽ là câu C, đúng chưa nào? Xong nhá. Dễ không? Dễ. Bạn nào mà mất gốc bài này thì nhớ xem cho cô lại cái video lý thuyết của bài anhydride cô đã dạy kỹ ở trong nhóm 11 rồi. Đứa nào mà không chịu học là mất gốc, ráng chịu nhá. Bạn Hoàng Đức em 2K7 vào làm quen hả? Ôi trời ơi, mấy đứa thấy không? 2K5, các em 2K7 là lớp 9 mà chăm học thấy không? Ta qua câu số 4 nha. Câu số 4 bạn Hà Thu chọn câu A. Người ta hỏi chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMNO4 ở nhiệt độ thường? Đây có phải là câu gì bạn? Câu lý thuyết cơ bản đúng không? Bạn Quang chọn câu B, bạn Mỹ Duyên chọn câu B. Đáp án câu này, bạn nào chọn câu B là xứng đáng có 10 người yêu nè. Là đúng rồi đó. Chúng ta nhớ cho cô nha, một cái chất mà muốn làm mất màu thuốc tím, thuốc KMNO4 ở nhiệt độ thường ấy, thì nó thường thường nó phải có liên kết đôi C nối đôi C hoặc là liên kết 3 C nối 3 C. Được chưa? Chúng ta sẽ loại ngay thành metan, tại vì metan là ancan, nó là hydrocarbono. Loại đúng không? Câu A chúng ta lại càng loại, chúng ta đã học trong bài hydrocarbon thơm rồi. Benzen thì làm gì có chuyện phản ứng được với KMNO4 đúng không các bạn? Sai. Và câu D là toluen, các bạn có toluen thì nó chỉ làm gì? Nó chỉ làm mất màu thuốc tím khi đun nóng thôi, còn ở nhiệt độ thường là không phản ứng được. Còn câu B, vinin benzen là gì bạn? Vinin benzen là chính là cái tên gọi khác của cái thằng styren. Đây, nó có cái công thức như này bạn. Đó là gốc vinin đó. CH nối đôi CH2 đây chính là gốc vinin. Và nó gắn vô bằng benzen, người ta gọi là vinin benzen. Thằng này có liên kết đôi C nối đôi C và nó làm mất màu thuốc tím ngay ở nhiệt độ thường. Ok chưa? Rồi. Xong, chúng ta qua câu số 5 các bạn. Bạn Phan Tuấn Sơn câu 6D hả? Lát nữa cô xem thử nhé. Câu số 5 nào. Glycerol không tác dụng được với chất nào sau đây các bạn? C3H5OH là một cancol đa chức, nó có tên gọi là glycerol, đúng chưa? Câu số 5 là một câu tính chất hóa học thôi. Bạn Mỹ Duyên nào, bạn Sang nào, bạn Khánh Huyền nào, bạn Nhật Minh nào. Các bạn chọn câu. Ô khoan, từ từ, bạn Khánh Huyền chọn câu D. Có bạn Nhật Minh là chọn câu B. Người ta hỏi không phản ứng được với chất nào mà Minh ơi? Ancol, tất cả ancol đều phản ứng được với natri nha. Em chọn câu B em sai. Đáp án mình phải chọn câu D các bạn. Ancol là không phản ứng được với NaOH. Mình chọn câu D. Được chưa? Thằng này là ancol đa chức, nó tạo được phức chất màu xanh lam với COOH hai lần. Nó phản ứng được với HCl không? Được. Nó phản ứng là gì? HCl nó sẽ vào nó thế chỗ của cái nhóm OH này. Đó, tính chất của ancol nhé. Ancol phản ứng được với natri với HCl là chuẩn nè. Còn phản ứng với COOH hai lần là phản ứng đặc trưng của các ancol đa chức. Được chưa? Còn thằng này là NaOH là không có cái ancol nào tác dụng được với NaOH cả. Xong nha. Đó, lưu ý cho cô cho mai này đi làm bài kiểm tra cuối kỳ ở trên lớp mà sai mấy câu này là bị cô chém đấy. Sai mấy câu tào lao đúng không? Chúng ta qua câu số 6 các bạn. Ảnh hưởng của nhóm OH đến gốc phenin trong phân tử phenol thể hiện qua cái phản ứng giữa phenol với chất nào sau đây? Ok, câu số 6. Câu này chúng ta cũng đã được học kỹ trong bài phenol với cô rồi, đúng không? Bạn nào mà chăm cày những cái livestream của cô trong nhóm 11 thì chắc chắn những câu này bạn làm được rất dễ. Câu này bạn nào chọn câu A là sai nha. Cô mới thấy bạn nào chọn comment câu A này. Mình sẽ có là gì? Đáp án phải là câu C các bạn. Vì sao? Lúc này nè, cái nhóm OH nó sẽ là một cái nhóm đổi electron.
Nó làm cho mật độ electron tại vị trí ortho và para nhiều lên. Cho nên khi bạn mà cho phenol vào cộng với brom á, thì ưu tiên brom nó sẽ gắn vào ba cái vị trí này, nó tạo ra kết tủa gì bạn? Kết tủa màu trắng, đúng không? Đó, đó là cái sự ảnh hưởng của cái OH vào vòng benzen. Cô lưu ý luôn nè, nếu như câu hỏi này người ta hỏi ngược lại là cái ảnh hưởng của vòng benzen lên nhóm OH. Đó, nào, ảnh hưởng của vòng benzen. Ảnh hưởng nào của vòng benzen nào lên nhóm OH, được chưa? Thì lúc này chúng ta mới chọn đáp án là câu A. Thì lúc này là vòng benzen nó hút electron ạ, nó làm cho cái liên kết này phân cực. Và cái OH, cái hydro này nó linh động. Hydro này linh động hơn hydro trong ancol. Cho nên cái thành phenol nó có một cái tính là gì bạn? Tính axit yếu, đúng chưa? Và nó sẽ phản ứng được với bazơ NaOH. Đó là hai cái câu hỏi tính chất hóa học của phenol hay gặp. Các bạn cần lưu ý cho cô. Được không nào? Bạn nào chọn câu A là bạn lưu ý cho cô nha, mình bị sai rồi đấy. Chúng ta qua câu tiếp theo được chưa? Câu số 7. Tên gọi nào sau đây là không đúng cho cái aldehyde này? Ok, đáp án câu này dễ đó. Comment nhanh cho cô luôn các bạn ơi. Bạn Lê Văn Định, em học hoài mà em vẫn ngu hóa à, có nghĩa là mình chưa đủ cố gắng các bạn, đúng không? Mình phải cố gắng một thời gian, mình học chăm học trong vài tháng thì nó mới tiến bộ được, chứ mình mới cố gắng một hai ngày mà mình nản chí mình bỏ cuộc á là nó cũng không tiến bộ được, hiểu không? Rồi câu này các bạn chọn câu D, chuẩn các bạn ơi. Thằng này nó có rất là nhiều tên các bạn, mình gọi nó là formol được không? Formol được, formalin được luôn, mình gọi nó là aldehyde formic được luôn. Nhưng mà câu D là không được, tại vì sao? Etanan, các bạn thấy cái chữ E không? Chữ E là biểu thị cho cái thằng gì? Cái thằng có mấy carbon các bạn? E là thằng có hai carbon, hai carbon là nó ứng với aldehyde có hai carbon là CH3 CHO nha. Câu này là câu sai. Ta qua câu số 8 nào. Hợp chất hữu cơ ít công thức là C3H8O2. Biết ít tác dụng với COOH lần chúng ta thu được dung dịch màu xanh lam. Vậy tên gọi của ít là? Ok, cho cô đáp án câu số 8. Bạn Đoan Đoan, cô thấy bình luận của em không? Cô thấy rồi nha, Đoan Đoan ơi. Câu số 8, bạn Khánh Huyền chọn câu C nào. Bạn Kim Sky chọn câu B. Bạn Hoàng Cường chọn câu B. Bạn Thục Lan chọn câu C. Rồi đang có hai đáp án, đang có hai trường phái khác nhau, đó là câu B và câu C. Thế các bạn chọn câu gì nào? Những bạn còn lại xem nào. Bạn Hồng Ngọc là chọn câu B, bạn Việt chọn câu C, bạn Nhật Minh chọn câu B. Rồi ok, ta sửa nhé. Đầu tiên bạn nhìn cho cô công thức của alcohol này là gì? C3H8O2. O2 nghĩa là nó có hai nhóm OH đúng không các bạn? Đó. Cho nên là bạn nào mà chọn câu C là sai ngay từ vòng gì bạn? Sai ngay từ vòng gửi xe luôn. Tại vì glycerol là gì? Là thành C3H5OH tất cả 3 lần. Nó là thành ancol có 3 nhóm OH, cho nên câu C sai nha. Lưu ý được chưa? Thấy mình sai ngay từ vòng gửi xe không? Toan chưa? Rồi toan. Bây giờ mình sẽ bắt đầu liệt kê nào. Bắt đầu vẽ cho cô nào. Thằng này có 3 carbon đúng không? Có hai nhóm OH mà các bạn lưu ý nó phản ứng được với COOH 2 lần tạo ra dung dịch màu xanh lam, thì các bạn phải xác định nó phải có gì? Nó phải có hai nhóm OH kề nhau thì nó mới phản ứng được với COOH 2 lần tạo dung dịch màu xanh lam, được chưa? Vậy các bạn gắn cho cô hai OH kề nhau vô. Được không nào? Rồi và chúng ta đọc tên nhá. Đọc tên mặt này này là mặt gì? Đánh số nào? 1 nào, 2 nào, 3 nào. Mặt này có 3 carbon là proban, được chưa? Có nhóm OH gắn ở vị trí số 1 và số 2 thì chúng ta sẽ gọi là 1 2. Có hai nhóm OH ta gọi là đi đúng không các bạn? Dion. Đó, đáp án là câu B, chuẩn nhá. Được chưa? Ok không nào? Cô đọc comment ở đâu quá ta? Là comment của mấy đứa chứ đâu? Mấy đứa comment cô thấy mà. Nhiều bạn không có thấy được comment là do Facebook nó bị lỗi đấy. Rồi, đáp án câu này là câu B nha. Chúng ta qua câu số 9 nào. Hợp chất X công thức là C8H10 có bao nhiêu đồng phân hydrocarbon thơm? Các bạn lưu ý cho cô nào, mình thi cuối kỳ 2 á thì kiến thức mình thi trọng tâm là ancol, phenol, aldehyde, axit, nhưng mà cái phần hydrocarbon mình vẫn gặp lại bình thường nha các bạn. Cho nên là phải lưu ý, được chưa? Bạn bị duyên. Comment nó không chạy hả? Bên cô nó chạy bình thường ấy, cho nên là mấy đứa cứ comment bình thường nhé. Bên của mấy đứa chắc nó bị lỗi gì đó. Được chưa? Câu số 9 các bạn chọn câu A, ok, bạn nào chọn câu A là xứng đáng có 10 người yêu nè.
Đúng không? Tại vì sao? Chúng ta có nhớ thằng này có bao nhiêu carbon nào? Có 8 carbon. Nó là đồng phân hydro carbon thơm thì nó phải có vòng benzen, được chưa? Thằng này có 8 carbon, cô trừ đi 2 cặp trừ đi 6 carbon trong vòng benzen thì nó còn 2 carbon, cô viết như này. Đó là một đồng phân. Thế bây giờ cô làm sao nữa? Cô không thích thì cô viết làm sao? Cô viết 2 carbon riêng lẻ ra như này, đúng không? Đó, cô bé tụi nó ra. Rồi xong. Thế bây giờ cô sẽ làm gì nữa bạn? Cô sẽ di chuyển vị trí đúng không? Cô gắn gì đấy? Cô gắn CH3 xuống vị trí này đó, đúng không? Vị trí meta đúng không? Rồi cô cho nó xuống vị trí para, được chưa nào? Vậy cô có được 4 đồng phân, đáp án là câu A chuẩn. Ok nha. Bạn Đinh Nho Tuyên, cô thấy comment của em không? Cô thấy nha, mấy đứa comment là cô thấy bình thường hết đấy. Bạn Văn Công, ok, vô muộn là nãy giờ không có làm bài kiểm tra rồi đúng không em? Rồi chúng ta tiếp tục nào. Câu số 10. Metanol là một thành một cái alcohol rất là độc các bạn, gây chết người hàng đầu trong các cái vụ ngộ độc rượu. Và người ta hỏi công thức của metanol. Con này có phải là câu cho anh điểm không? Metanol đáp án chắc chắn là câu C. Câu này là câu cho anh điểm đó các bạn. Cho nên là cô nói đề của cô nó dễ chứ cô có nói khó đâu. Rồi xong xong, cô mới vừa thấy Mỹ Duyên, Khánh Huyền chọn câu A. Metanol mà làm sao mấy đứa chọn câu A được mấy đứa? Câu A là aldehyde, mình phải gọi nó là metanan. Bạn lưu ý cho cô nha, aldehyde á là kết thúc, là cái đuôi an là đuôi al. Còn đây là ancol là kết thúc là đuôi ol. Mình phải đọc kỹ đề nhé. Xong mấy đứa sai rồi, toang rồi. Rồi chúng ta qua câu số 11. Phenol phản ứng được với dung dịch nào? Các bạn cho cô đáp án với. Bạn Lê Tiến Hiếu chọn câu A. Chắc chưa? Chắc chưa Hiếu? Chọn tào, tào lao, chọn tầm bội là cô chém đấy. Khi nào có đề tiếp vậy? Thì các bạn có nào thứ tuần này nếu như mà chúng ta sung sức thì cô sẽ tổ chức cho bạn ôn tập thêm một buổi nữa. Lịch thì cô sẽ thông báo sau, được chưa nào? Rồi chúng ta có đáp án là câu B chúng là bạn. Lúc nãy cô vừa nói với các bạn đúng không? Phenol nó có tính gì? Có tính axit cho nên nó sẽ phản ứng được với bazơ. Đáp án là câu B. Ok chưa nào? Rồi đứa nào chọn câu A là chép phạt 100 lần nhé. Chúng ta qua câu số 12. Khái niệm ancol là gì? Ok, cho cô đáp án câu 12 các bạn. Bạn Mỹ Duyên là bị quán gà vào đêm khuya hả? Rồi ok. Câu số 12, 12 nào, khái niệm của ancol. Chưa, nãy giờ chưa có câu nào khó hết nhá. Các bạn làm cẩn thận nào. Bạn Trần Nhật, tuần sau trường em thi rồi. Ừ thì cho nên là tuần này cô mới ôn cho mấy đứa đây này. Rồi đáp án câu 12 bạn chọn D là đúng. Ta có ancol là những cái hợp chất hữu cơ có nhóm hydroxin. Cái nhóm hydroxin là nhóm OH các bạn ơi nha. Rồi liên kết trực tiếp với nguyên tử carbonyl chuẩn. Ok chưa nào? Rồi các bạn lưu ý cho cô nha, nếu như là câu B á. Câu B là có nhóm hydroxin, cái là có nhóm OH liên kết với carbon của vòng benzen thì đây là cái khái niệm của phenol nhé. Đây là khái niệm của phenol được chưa? Còn câu A và câu C á, cái nhóm carbonin các bạn, carbonin là nhóm CO. Được chưa? Còn nhóm carboxin á, carboxin là nhóm của axit là COH, các bạn lưu ý nha. Đó là những cái nhóm chức, cái tên gọi của các cái nhóm chức đấy. Ok chưa nào? Rồi chúng ta qua câu số 13. Ancol nào sau đây có số nguyên tử carbon bằng số OH? Thì câu này là câu cho anh điểm luôn. Tại vì sao? Nãy giờ ta gặp rất là nhiều luôn. Đáp án ngay lập tức ta còn chọn câu B đúng chứ? Glycerol là C3H5OH tất cả 3 lần. Có nó có 3 carbon và có 3 nhóm OH, được chưa? Vậy cho nên là số nguyên tử carbon bằng với số nhóm OH. Chuẩn không nào? Ok ha. Rồi quá dễ. Thấy đề của cô dễ chưa? Mấy đứa bảo đề của cô khó toang rồi. Ta qua câu số 14 nhé. Khi dẫn ancol metilic đi qua CO đun nóng thì chúng ta thu được sản phẩm chính có công thức là gì? Ok. Câu số 14, các bạn cho cô đáp án nào. Bạn Tuấn Lê là chọn câu A, bạn Mỹ Duyên chọn câu B. Bạn Khánh Huyền chọn câu A, bạn Quốc Thành chọn câu A, bạn Minh Tâm chọn câu A, bạn Hoàng Cường chọn câu A. Chắc chưa? Chắc nha, đứa nào chọn sai là cô chém đấy. Chúng ta có cái gì nào? Ancol metilic là CH3 OH cộng với CO tê độ. Thì chúng ta có nào, cái nguyên tắc của phản ứng này là gì bạn? Cái ancol nó sẽ bị CO oxy hóa để tạo thành aldehyde. Thì nhớ cho cô nha, ancol mà một carbon thì nó sẽ tạo ra được aldehyde tương ứng có một carbon. Và cho nên là aldehyde có một carbon là thành gì? Thành HCHO. Đó, bạn thấy đáp án là chỉ có thể là câu A. Được chưa?
Rồi sản phẩm chúng ta thu thêm là CO và nước. Phản ứng này là phản ứng oxy hóa ancol bởi CO nhá. Lý thuyết mình học rồi. Đứa nào chọn câu B đâu? Đứa nào chọn câu B chép phản 100 lần nha. Học với cô đã đời rồi, bây giờ chọn câu B. Thấy toan chưa? Đây là trong khi đó là câu lý thuyết cơ bản các bạn. Chúng ta qua câu số 15. Ancol nào bị oxy hóa tạo thành ceton, cũng là một câu lý thuyết cơ bản. Các bạn chọn câu gì nào? Câu 15. Bạn Kim Sky chọn câu A, bạn Hoàng Cường câu A. Bạn Vinh đang học bài chọn câu A. Mấy đứa có mấy tên đặt hay chứ ta? Facebook bây giờ mấy đứa đặt tên toàn tên hay không? Bạn Như Như chọn câu A, bạn Như Quỳnh chọn câu A luôn, bạn Công cũng chọn câu A rồi chúng ta có nào. Các bạn nhớ cho câu lý thuyết thôi, đơn giản. Nếu như nó là ancol bậc 1 các bạn, ancol bậc 1 thì bị oxy hóa tạo thành anđehit. Nếu như nó là ancol bậc 2 nhé, bậc 2 thì bị oxy hóa tạo thành ceton. Còn ancol bậc 3 là ancol gì bạn? Không bị oxy hóa. Đó, không bị oxy hóa. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ chọn cho cô đã, để trường hợp tạo ra ceton thì ta sẽ chọn một cái ancol bậc 2. Được chưa? Đã, đáp án chắc chắn là câu A. Boron 2 ôn các bạn biết cho cô cấu tạo nào. Boron là mạch có 3C, 2 ôn là OH gắn ở vị trí số 2. Thì cái bậc của ancol cô ôn kỹ chưa? Cô ôn kỹ rồi. Bạn nào mà bị mất gốc ancol phenol các bạn kéo tìm cho cô trên fanpage, cô có like một cái buổi tổng ôn ancol phenol rất là kỹ rồi đó. Được nào? Vậy, ta nhìn cho cô nha, đây là ancol có nhóm OH gắn trên cái carbon CH, nó là ancol bậc 2. Bạn có thể phân biệt này, người ta gọi là boron 2 ôn thì mình có thể coi như là bậc 2 cũng được. Cái này là không không có đúng chính xác lắm nhưng mà bạn thấy nè, những cái câu này nè. Đã ba đáp án còn lại là B, C, D á là chắc chắn tụi nó là bậc 1. Vì sao? Nó có cái chữ một ôn mà. Một ôn là auto là tụi nó bậc 1 rồi, được chưa? Cho nên là gì? Thằng này chắc chắn là bậc 2 thôi. Ok, được chưa nào? Xong nhá. Ta đi thi ta nhìn cho cô ra mấy cái chỗ đó mình làm nó rất là nhanh. Được không nào? Ta qua câu số 16 nhá. Hợp chất có nhiệt độ sôi cao nhất là gì? Là hợp chất nào chứ? Thì cái câu này chúng ta có cái gì bạn? Chúng ta có đề cập đến cái axit luôn. Thì cái lý thuyết của bài axit carbon silic thì cô cũng đã up cái video lý thuyết trong cái nhóm hóa 11 cho các bạn rồi. Đó, cho nên là các bạn nhớ là các bạn xem cái video đó thì bạn sẽ làm được những câu này. Bạn nhớ cho cô nhiệt độ sôi á là nhiệt độ sôi của axit nó sẽ cao nhất nào. Axit cao hơn gì bạn? Cao hơn nước. Nước thì cao hơn ancol, được chưa? Rồi, ancol thì cao hơn anđehit. Anđehit thì cao hơn hydrocarbon nhé. Thì đó là những cái gì bạn? Đây là những cái hợp chất mà chúng ta hay gặp đó, cho nên là cô ghi lại cho các bạn luôn. Vậy chúng ta sẽ chọn gì nào? Trong này thì axit sẽ là thành có nhiệt độ sôi cao nhất. Và ở đây chúng ta có hai cái axit các bạn ơi, đây là hai cái axit nào. Thì bạn nhớ cho cô á, cái thằng nào càng bự thì nó sẽ có nhiệt độ sôi càng cao. Thằng này bự hơn thằng này đúng không mấy đứa? Tức là nó có số carbon nhiều hơn á, cho nên nó bự hơn. Đáp án mình chọn câu D. Chọn không? Rồi, xong nhé. Đứa nào? Đứa nào chọn câu B là sai nhá. Ta qua câu số 17. Chất nào sau đây không thể làm mất màu dung dịch brom? Ok. Câu này là câu cho anh điểm tiếp theo nào. Một cái câu mình ôn tập về cái bài hydrocarbon luôn đấy. Câu 17 các bạn chọn câu B chuẩn các bạn ơi. Metan là một cái ancan và các bạn hồi giờ bạn học rồi. Ancan thì làm gì có chuyện làm mất màu brom, đúng chưa? Rồi, ok. Câu số 18, anđehit thể hiện tính oxy hóa khi phản ứng với chất nào sau đây? Rồi, đây là lý thuyết của bài anđehit các bạn. Rồi, ok. Câu số 18, 18 bạn Quang chọn câu B. Còn ai nữa nào? Bạn Phạm Bảo chọn câu B luôn. Ok. Bạn Thạch Thư chọn câu A. Rồi bạn Quách Khôi chọn câu A. Rồi đó. Cái câu này mà có hai đáp án khác nhau là mấy đứa toang rồi. Tức là mấy đứa đang bị mất gốc á. Có đứa cần phải nhớ cho cô nha. Trong cái bài anđehit á thì anđehit nó thể hiện tính oxy hóa khi nó cộng với một chất có tính khử, đúng không? Và bạn nhớ cho cô hydro luôn luôn là cái chất có tính khử bạn. Hydro luôn luôn là thành có tính khử. Vậy thì cái anđehit khi phản ứng với hydro nó sẽ thể hiện tính oxy hóa. Đó. Những cái kiến thức này mà các bạn thấy mình dễ quên á, mình nên nốt lại cho cô được chưa? Còn lại khi phản ứng với bạc nitrat thì nó sẽ thể hiện tính khử. Phản ứng với brom nó sẽ thể hiện tính khử luôn nhé. Còn anđehit thì phản ứng với CO có được không?
hầu như là không á. Nếu như mà điều kiện thích hợp thì cũng có thể bị oxy hóa lên axit, mà thường thường thì mình trong sách giáo khoa mình không có đề cập đến phản ứng này, mình không quan tâm, được chưa? Rồi đó, Toàn có nhiều bạn mà chọn những câu lý thuyết này bạn còn chọn sai là bạn đang bị mất gốc là Toàn rồi đấy. Toàn toàn nha, bạn nào mà bị mất gốc à, để cho cô quên, bạn nào mà bị gốc gốc á là bạn tranh thủ cho cô nè. Cái nhóm cô có nhóm hóa dạy hóa 11 đấy các bạn, nhóm free hóa 11 đã được chưa? Các bạn một là bạn inbox cho fanpage để mà cô add vào nhóm này, tranh thủ những cái ngày cuối để chúng ta ôn thi cuối kỳ, chúng ta xem lại những cái livestream mà cô đã dạy á, ví dụ lý thuyết ăn côn ăn đi hít các dạng cái cách giải bài tập để chúng ta thi cuối kỳ cho nó tốt, được không nào? Bây giờ là mình phải siêng lên thôi chứ mà lười nữa là không 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 được nhá. Còn có mấy tuần nữa là thi rồi, vẫn còn kịp nếu như chúng ta chăm, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp câu tiếp theo, câu số 19. Câu số 19 các bạn ơi, các bạn chọn câu B. Người ta hỏi kết luận nào sau đây là kết luận đúng. Các bạn chọn câu B, chuẩn không? Chuẩn các bạn. Người ta nói là phenol phản ứng được với cả NaOH và brom, quá đúng. Phenol là một thành gì bạn? Nó có tính axit, nó phản ứng được với bazơ, nó phản ứng với brom tạo kết tủ tránh, chuẩn nhá. Câu A nó sai vì sao? Ancol và phenol đều tác dụng được với cả natri và NaOH, các bạn thấy sai vì cô lưu ý rồi. Ancol đâu có phản ứng được với NaOH đâu, đúng chưa? Câu C, ancol tác dụng được với natri nhưng không phản ứng được với CO là sai. Ancol tác dụng được với CO không? Quá được chứ, đúng không? Câu D, phenol tác dụng được với natri và cả HBr thì cái này nó sai đâu bạn? Nó sai vì sao? Nó không tác dụng được với HBr vì cái thành phenol các bạn có nó là thành có tính axit. Nó đã có tính axit thì nó không thể nào cộng được với một thành có tính axit nữa, đúng không? Cho nên là nó sai thôi. Bạn Nhi là đọc điểm đi cô. À, lúc nãy cô có share cái file điểm cho bạn nhìn rồi đó. Thì lát nữa cô sẽ up cái file điểm ở trong cái nhóm 11, nhóm hóa 11 cho các bạn xem nhé. Được chưa? Tại vì lúc nãy cô nói là cái file điểm nó bị lỗi cái gì á, nó cập nhật chưa có đúng, cho nên là lát nữa cô sẽ up sau. Ok không nào? Chúng ta qua câu số 20 là một câu bắt đầu gặp bài tập rồi bạn. Vậy là chúng ta thấy là hơn một cái nửa đề này là chúng ta đều là lý thuyết hết. Đó, bây giờ chúng ta mới gặp câu bài tập nè. Chứng tỏ là nãy giờ chưa có câu nào khó, đúng không? Rồi, các bạn cho cô đáp án câu 20 với các bạn. Các bạn chọn câu A. Có ai chọn đáp án khác ngoài câu A không nào? Người ta cho cái gì bạn ơi? 2,18 gram hỗn hợp X gồm acetylen và aldehyde acetic phản ứng với dung dịch bạc nitrat trong môi trường NH3. Sau phản ứng chúng ta thu được 16,32 gram kết tủa. Hỏi khối lượng của acetylen. Đó, thì đây là một bài toán ở dạng cơ bản, chúng ta chỉ cần viết được cho cô phương trình phản ứng là chúng ta sẽ giải được. Để chúng ta có nào. Đầu tiên là acetylen là CH nối 3CH cộng với gì bạn ơi? Cộng với bạc nitrat. À, chúng ta thu được gì bạn? Ta thu được sản phẩm là CR nối 3CR. Cô viết tắt như này cho nó nhanh nhá. Sản phẩm phụ chúng ta không quan tâm. Tiếp theo là aldehyde acetic là thành CH3CHO. Nó cộng được với gì bạn? Ta làm trách nhiệm thì ta viết nhanh như này thôi bạn. Mình khỏi viết hết phương trình ra chi cho nó tốn thời gian nhé. Mình viết bạc nitrat trên dấu mũi tên mình làm cho nó nhanh. Và mình biết là thằng này tạo ra hai bạc, đúng chưa? Đó, rồi chúng ta bắt đầu đặt ẩn giải nào. Đặt cho cô ẩn này là A này B. Thì cô suy ra mol kết tủa này là A, mol kết tủa này là 2B. Bạn thấy ngay cô giải được hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là dựa trên tổng khối lượng của hai chất này nào. Ta có này là bao nhiêu bạn ơi? Này là M lớn là 26 nhân A nào. Cộng aldehyde này có M lớn là 44 nhân B. Thì tổng khối lượng chúng ta có là 2,18 gram. À, phương trình số 2 cô sẽ lập là dựa trên tổng khối lượng kết tủa là gồm hai cái này cộng lại. M lớn của kết tủa này là 240 nhân A. Cộng M lớn kết tủa này là 108 nhân 2B các bạn. Thì tổng nó sẽ có khối lượng là 16,32. Các bạn bấm giúp cô giá trị AB với nó. Có ai tốt bụng là comment giúp cô giá trị AB không? Bạn nào đẹp trai xinh gái đâu comment giúp cô cái coi. Cô lười bấm hệ phương trình quá. Rồi chúng ta có nào, A bằng 0, gì bạn? A bằng 0,05.
và B của chúng ta bằng 0,02. Sau khi có giá trị AB, người ta báo tính cái khối lượng của acetylene. Vậy chúng ta có nào? M của acetylene là CH2 bằng nhiêu? Bằng số mol của nó là 0,05 nhân M lớn của nó 26, chúng ta ra 1,3 gram. Đúng không? Thì các bạn thấy cái câu này là bài toán cơ bản chứ còn gì nữa. Ta chỉ cần viết được phương trình là chúng ta làm được bài toán thôi. Đúng chưa nào? Rồi. Rồi ok, thank you. Mấy đứa comment số sai rồi kìa. Rồi xong nhớ chúng ta qua câu tiếp theo, câu 21 nào bạn. Đó là một câu chúng ta ôn lại bài tập của phần hydrocarbon đúng không? Chúng ta cho cô đáp án câu số 21 nào. Câu 21 các bạn chọn gì bạn? Đáp án các bạn chọn câu gì nào? Bạn Mỹ Ngọc chọn câu D. Bạn Quang chọn câu D. Rồi, chúng ta sửa luôn nha. Ta có nào, đem 0,2 mol gì bạn? 0,2 mol hỗn hợp X gồm hai anken đồng đánh kế tiếp qua bình đựng dung dịch brom thì thấy cái khối lượng bình tăng lên là 7 gram. Vậy các bạn xác định nào? Cái khối lượng của bình brom tăng lên chính là khối lượng của anken đúng không? Tại vì sao? Anken nó phản ứng với brom và nó bị giữ lại trong bình brom, cho nên khối lượng này chính là khối lượng của brom luôn nha. Vậy chúng ta tính được cái gì? Cô tính được gì? Cô có M của anken, cô có được gì? Cô có được cái số mol của anken. Vậy có phải cô tính được M lớn của anken không? M lớn của anken bằng M nhỏ chia số mol bằng 7 chia cho 0,2. Chúng ta ra được bao nhiêu bạn? 35 đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ tính được nào, tương đương với hai anken này là đồng đánh kế tiếp thì cô đặt là gì? Anken là CN trung bình, H2N trung bình. M lớn của anken là bao nhiêu bạn? 14N trung bình đúng không? Bằng 35. Bạn giải ra được N trung bình bằng nhiêu? Cô nhớ không nhầm là 2,5 thì phải. Đó, 2,5 thì mình suy ra một thằng là C2H4, một thằng là C3H6 thôi, đáp án D, được chưa? Để câu này quá dễ nha. Không có cái gì mà phải thắc mắc nữa. Được không nào? Rồi chúng ta đi nhanh luôn cho cô câu số 22 các bạn. 22, một bài toán rồi cô câu này là câu cho anh điểm luôn nào. Bạn Mỹ Duyên cô thấy comment của em rồi nha. Bạn Linh là cô có khóa nào cho lớp 12? Lớp 12 là sao em? Là lớp 12 cho 2K4 hay là 12 cho 2K5? Nếu như là 12 cho 2K5 thì cô có đang tuyển rồi nha. Có là cô các bạn trong giai đoạn này cô đang tuyển sinh cái khóa xuất phát sớm, khóa 12 dành cho 2K5 rồi. Và cái khóa đó thì các bạn đợi sau khi đa số các bạn thi học kỳ 2 xong á thì cô sẽ bắt đầu dạy. Cho nên là bây giờ thì cô đang tuyển sinh dần. Bạn nào mà muốn đăng ký học thì các bạn có thể, bạn nào mà chưa tìm hiểu về khóa học thì bạn cứ có thể inbox cho cô hoặc là cho fanpage để mà được tư vấn. Còn bạn muốn xem kỹ hơn thì bạn thấy cái bài mà cô ghim ở đầu cái fanpage của cô á, đúng không? Để đó nó có một cái video cô live stream, cô nói rõ về cái nội dung và cái lộ trình của cái khóa học luôn. Bạn có thể xem ở đó nhé. Học phí thì cô đang giảm rất là rẻ đó, các bạn tranh thủ đăng ký cho nó rẻ nha. Thế nào? Sao, ủa sao mấy đứa không thấy comment hả? Sao cô đọc được hết mà đứa nào cũng hỏi là cô có thấy em không là sao ta? Bạn Võ Thảo, vậy là lên 12 không được học free nữa hả cô? Các bạn ơi, cô mà các bạn cô mà dạy free miết thì làm sao mà cô sống đây mấy đứa, đúng không? Cô cũng phải sống chứ, đúng không? Với lại là các bạn ơi, cô dạy nhưng mà cái học phí cô thu nó rất là rẻ luôn nhá. Mình đã được học với cô nguyên free lớp 11 rồi. Bây giờ lên lớp 12 học phí các bạn lại được ưu đãi giảm rất là rẻ. Nên là không có cái gì hết. Mình để dành tiền rồi mình đăng ký mình học với cô thôi. Được chưa nào? Rồi, mà chúng ta quay lại, chúng ta qua cái câu số 22 nha. Các bạn chọn đáp án là câu B. Câu này là cái câu cho anh điểm đúng không? Chúng ta chỉ cần viết được phương trình là chúng ta sẽ làm được bài toán thôi các bạn. Alcohol ethylic là C2H5OH nào, cộng với natri nào. Chúng ta thu được là gì bạn? CH5ONa cộng với hiro đúng không? Rồi, ok. Chúng ta có nha, mol của gì nào? Hiro là 0,2. Thì mol của gì bạn? Mol của alcohol này là 0,4. Bạn lưu ý bạn nhớ cân bằng cho cô 1/2 hiro nha. Bạn nào mà không cân bằng là bị sai đấy. Vậy ta suy ra gam alcohol bạn lấy 0,4 nhân 46 thôi, bạn ra được đáp án B. Được chưa? Là 18,4 gam. Câu này là bạn nào mà sai là chép phạt 1.000 lần. Tại vì nó dễ quá mà, đúng không? Rồi, ok. Câu số tiếp theo, câu số 23 các bạn.
người ta hỏi là dùng một cái thuốc thử nào sau đó để nhận biết các cái chất này. Ok, thì cái câu này bạn cô cho, tại vì cô thấy là cũng sẽ có rất là nhiều trường nha, rất là nhiều trường đụng đến cái kiến thức này, cho nên là cô vẫn đưa nó vào để các bạn nắm được và các bạn làm để bạn quen dần. Rồi câu số 23 các bạn. Bạn Trần Visa là 2K4 chào cô. Ok, hello em nha. Bạn Nguyễn Kim Khánh, học phí 12 của cô là bao nhiêu? Học phí cô đang giảm, học phí khóa VIP, khóa VIP 12 là từ 1 triệu 8 cô giảm còn 1 triệu 2. Đồng thời các bạn được tặng kèm cái khóa vận dụng cao và khóa luyện đề luôn. Còn được tặng kèm thêm sách nữa, đó, sách tham khảo nữa. Cho nên là các bạn, học phí cô giảm rất rất là sâu trong cái giai đoạn mà trước lễ, hạn chót áp dụng là tới 30 tháng 4 một năm ấy. Cô giảm để một phần là hỗ trợ các bạn và để tuyển sinh trong giai đoạn đầu luôn ấy. Cho nên là các bạn tranh thủ đăng ký để nó được giảm, mình được nhận ưu đãi khủng này nhé. Được chưa? Chứ mà sau đó là cô sẽ không bao, cô không có giảm nhiều như vậy nữa đâu. Như nào? Bạn Công Không Vui là cô có người yêu chưa? Cô có rồi nha. Bữa nào cô đám cưới là cô mời mấy đứa, được chưa? Câu 23, câu 23 nào, thôi tập trung học lẹ lẹ nhá. Bạn Thanh Thịnh chọn câu D, bạn Mỹ Duyên chọn câu A, chắc chưa? Ok, bạn nào chọn câu D là xứng đáng có 10 người yêu, đúng. Các bạn có câu D bạn ơi. Câu này mà bạn nào chọn câu A ta cho bạc nitrat vô á. Thì ta lưu ý cho cô nha, axit acetic là CH3COH nè. Formol là anhydride formic á. Còn glycerol là C3H5OH tất cả 3 lần. Methanol là ancol đơn chức. Thì bạn cho bạc nitrat vô thì bạn biết là bạc nitrat nó chỉ có phản ứng duy nhất với anhydride thôi. Cho nên mình chỉ có nhận biết được anhydride, còn mấy chất này mình đâu có nhận biết được đâu. Cho nên sai. Sai. Chúng ta phải dùng câu D bạn. Đối với những cái bài toán nha, những cái bài toán nhận biết á, trong cái này mà các bạn thấy xuất hiện có ancol đa chức nè, thì thường thường là 90% trên 90% là cái chúng ta sẽ chọn cái đáp án có COOH hai lần. Thì đó là cái mẹo để chúng ta lụi nhanh cái phần cái câu hỏi nhận biết nhé, được chưa? Hiện tượng chính xác trong bài này chúng ta có nè, axit cộng được với bazơ không? Được. Chúng ta đã được học rất là gì bạn? Ta được học từ năm lớp dưới rồi, ta có axit luôn luôn phản ứng được với bazơ tạo ra muối và nước. Nó tạo ra muối của cái thằng đồng, là muối của thằng đồng là một cái muối có màu xanh các bạn, màu xanh nhé, màu xanh nó giống như màu xanh của lá coi á, được chưa? Còn anhydride thì sao? Anhydride nó không phản ứng được với COOH hai lần ở nhiệt độ thường. Khi đun nóng lên á, đun nóng lên thì nó mới có cái kết tủa đỏ gạch, kết tủa CO2O đỏ gạch. Đó, bạn ta phân biệt được hai chất này rồi, đúng không? Glycerol thì nó phản ứng tạo ra phức chất màu xanh lam. Cái màu xanh lam là màu xanh da trời, nó khác với màu xanh lá coi, cho nên chúng ta sẽ phân biệt được chưa? Còn methanol là ancol đơn chức là nó không phản ứng. Đó, cho nên chúng ta sẽ nhận biết được. Được chưa? Ok không nào? Thì bạn nào mà gặp cái kiểu câu này thì bạn lưu ý cho cô nhé, được không? Rồi, chúng ta qua câu số 24 các bạn. Các ai thắc mắc gì không? Bạn thắc mắc bạn hỏi cô để cô giải đáp nhé. Bạn Hoàng Hoàng Anh, em xứng đáng có 10 người yêu. Ok, bạn nào muốn làm người yêu của bạn Hoàng Anh thì inbox cho bạn Hoàng Anh để làm quen nhé. Được chưa? Chúng ta qua câu 24 nào. Cho các chất sau, có bao nhiêu chất phản ứng được với COOH hai lần ở điều kiện thường? Ok. Rồi các bạn chọn câu C. Chắc chưa? Rồi chúng ta có nha. Đầu tiên, muốn phản ứng được với COOH hai lần ở nhiệt độ thường thì mình phải chọn một cái ancol đa chức có ít nhất hai nhóm OH kế tiếp nhau. Thành đầu tiên là ethylene glycol là C2H4OH hai lần là có phản ứng nè. Chuẩn chưa? Glycerol là auto có ạ, nó là thành có ba nhóm OH kế tiếp ấy. Cho nên là auto có phản ứng tạo phức xanh lam. Axit có được không các bạn? Axit có được không? Được, cô vừa nói ở trên đấy. Axit thì auto phản ứng được với bazơ để tạo thành muối và nước, đúng chưa? Cho nên có nha. Ethanol là ancol đơn chức là không có phản ứng. Đây, ancol này là ancol đa chức nè, diol là cái thành có 2OH. Bạn viết cho cô nha, thành này có proban là mặt có 3C nè. 1 2 diol nghĩa là có hai nhóm OH ở vị trí số 1 và số 2, đúng chưa? Đó, và các bạn thấy nó có 2OH kế tiếp nhau cho nên nó có phản ứng tạo phức xanh lam, đúng chưa nào? Proban 1 3 diol là thành có 3C có 2OH gắn ở vị trí số 1 và số 3. Thì đó là trường hợp gì bạn? Nó có OH xa nhau cho nên nó không phản ứng được nha. Thì ta loại và chúng ta có là gì? 1 nào, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đáp án chúng ta chọn là câu D, được chưa? Rồi, bạn nào chọn câu D không? Có ai chọn câu D các bạn ơi? Bạn Trần Vương,
Bạn Hoàng Anh nói giỏi lắm cô ơi, mới thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa. Ok rồi, ok, bút chót nha, bút chót. Rồi các bạn có đáp án là câu D nha. Bạn cô thấy rất là nhiều bạn chọn câu C là các bạn toang rồi, đáp án phải là câu D cơ. Và các bạn lưu ý cho cô nhé. Xong nha. Chúng ta đi qua câu số 25 nào. Người ta cho cái hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của ethylene. Hỏi phát biểu nào sau đó là phát biểu đúng, à nhầm, phát biểu sai về cái thí nghiệm này. Ok, cho cô đáp án câu số 25 với các bạn. Cô biết múa phở lo không cô hả? À, học hành thì không đâu mà chơi game là mấy đứa giỏi lắm. Giờ cô không biết múa phở lo nhưng mà cô biết múa hóa bạn. Cô biết múa hóa nhé. Cho nên là bạn nào mà đam mê múa hóa thì ở đây cô múa cho nghe, cô múa cho xem nè. Rồi các bạn chọn đáp án câu gì bạn? Câu A, câu D. Rồi chúng ta sửa nhé. Đầu tiên bạn nhìn cho cô nào. Ở trong cái ống nghiệm này chúng ta có ancol ethylic và H2S4 đặc. Các bạn biết là mình tách nước, đúng không? H24 đặc là vô là tách nước của ancol này nè, để mình thu được cái sản phẩm là ethylene, đúng chưa? Ở phản ứng nó xảy ra thì các bạn biết quá quá là biết rồi đó. Đây nè, ancol ethylic với xúc tác H24 đặc nó tách nước tạo ra ethylene và nước, đúng chưa nào? Đó, cái khí này nó sinh ra là khí ethylene, mình dẫn qua cái bình đựng brom. Đó, brom này thì các bạn thấy là dung dịch sơ phản ứng nó bị gì bạn? Chắc chắn là mất màu đúng không? Tại vì mình biết là brom mà gặp với ethylene là phản ứng được với nhau, hiện tượng là brom bị mất màu, được chưa? Vậy chúng ta xác định cho cô nào. Câu nào là câu sai nha? Câu A là bông tẩm dung dịch NaOH đặc có vai trò hấp thụ khí SO2 có thể sinh ra. À, rồi câu này là câu đúng đó các bạn ơi. Nó đúng vì sao? Chúng ta có nào, ở trong này chúng ta đang dùng cái xúc tác là H2S4 đặc. Thì trong cái quá trình phản ứng á, nó cái H24 đặc này nó có thể oxy hóa cái ancol này, tạo ra cái sản phẩm có thể có là khí SO2. Cái khí này rất là độc các bạn. Cho nên là mình đút cái ống nghiệm chỗ này nè, một cái bông tẩm NaOH. Để cái SO2 này nó gặp NaOH thì nó bị giữ lại, nó phản ứng được với NaOH. Thì cái SO2 này nó không thoát ra được. Cho nên là gì? Cái ứng dụng của cái bông tẩm NaOH đặc là như vậy, là đúng nhá. Câu B nào, đá bột có vai trò điều hòa nhiệt quá trình sôi tránh hiện tượng quá sôi. Câu này đúng luôn bạn. Cái đá bột là một cái viên đá, nó không phải là cái xúc tác nha bạn, nó chỉ là cái có cái tác dụng là điều hòa nhiệt độ sôi thôi. Cho nên là câu này các bạn thấy ngay câu sai là câu D đó, đá bột đóng vai trò là chất xúc tác là sai, được chưa? Rồi chọn nha, bạn nào chọn câu D là đúng đấy. Bạn Hoàng Cường là câu 25 like trước có rồi hả, sao cô không nhớ câu này ta? À, nếu như mà mấy đứa nhớ thì tốt. Chúng ta qua câu tiếp theo, câu 26. Cũng là một câu lý thuyết các bạn ơi. Người ta hỏi có bao nhiêu trường hợp xảy ra khi cô cho phenol và ancol benzylic lần lượt tác dụng với các cái chất này. Chúng ta cho cô đáp án với. Rồi, câu 26, câu 26 đó. Bạn Quang chọn câu A. Có ai chọn đáp án khác không nào? Lè lè các bạn ơi. Nhanh nào, nhanh nào. Bạn Vinh đang học bài chọn câu D. Rồi, ta sửa luôn đi. Phenol các bạn biết công thức là gì không? C6H5OH. Còn ancol benzylic là gì? Là C6H5 rồi CH2OH. Các bạn lưu ý cho cô nhé, cái công thức của hai chất này các bạn rất rất là dễ nhầm với nhau á. Ancol và phenol, một thằng là ancol thơm, một thằng là phenol. Nó là hai cái dãy đồng đẳng khác nhau nha. Bây giờ mình lần lượt cho phản ứng với các chất này. Chúng ta xét cái thằng phenol trước nhé. Phenol phản ứng được với natri không? Được. Phenol phản ứng với bazơ được không? Được. Vậy là hai rồi nào. Phenol phản ứng với HBr được không? Không. Tại vì sao? Phenol nó có tính axit rồi cho nên nó không phản ứng được với axit nữa nha. Rồi phenol có phản ứng được với CO không? Cũng không luôn. Vậy phenol chỉ có tham gia hai phản ứng, được chưa? Rồi tiếp theo, ancol. Ancol này là ancol bậc 1 nào bạn. Phản ứng được với natri không? Quá được. Ancol là auto phản ứng được với natri, đúng chưa? Nhưng mà không phản ứng được với bazơ. Phản ứng được với HBr không? Được. Bạn có là tính chất đặc trưng của ancol là phản ứng với natri, phản ứng với axit HBr, HCl, phản ứng với CO, đúng không? Cho nên nó phản ứng được với ba chất này. Vậy là ancol có 3 phản ứng và chúng ta cộng tổng lại là 2 cộng 3 đúng không? 2 cộng 3 là 5. Đáp án là câu D. Vậy bạn nào chọn câu D là đúng, được chưa? Rồi xong, có rất là nhiều bạn sai đấy, lưu ý nha. Đây là những câu gì bạn? Đây là những câu người ta kiểm tra cái tính chất hóa học thôi, nó không phải là câu khó, được chưa? Rồi chúng ta tiếp tục qua câu 26. Một câu liên quan đến bài toán độ rượu. Ta giải câu 27 nào. Thể tích ancol ethylic 92 độ cần dùng là bao nhiêu để điều chế được
0,1 mol khí ethylene cho biết cái hiệu suất của cái quá trình này đạt là 62,5% và có khối lượng riêng là 0,8 gram trên ml. Các bạn ơi, trong cái bài hôm trước, tổng ôn ancol phenol cô đã đưa cho bạn một cái công thức áp dụng nhanh cho bài toán độ rượu. Mà đứa con còn nhớ không các bạn? Bạn Nguyên là trường em không thi tới bài acid. Ừ, không thi tới, nhưng bạn ơi, cô khuyên chân thành là các bạn vẫn phải học bài acid cho cô nha. Tại vì bài acid nó có liên quan đến cái bài đầu tiên trong cái kiến thức lớp 12 sau này chúng ta học. Đó, cho nên là mình học thì mình học cho cô cái gì? Mình học cho cô cái lý thuyết. Đó, mình biết đọc tên, mình biết các cái acid hay gặp, rồi mình tính nắm được tính chất hóa học, mình làm được một số bài toán cơ bản. Đó, mình phải được như thế thì cái năm sau mình lên lớp 12 mình học nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhé. Bạn Công là mấy em nhỏ quá không comment được hả? Rồi, thế thì ngồi nghe cô giảng là được rồi, được chưa? Bạn Võ Thao mấy câu bài tập khó cô nói chậm lại. Ok, cô sẽ nói chậm. Nãy giờ cô nói nhanh hả mấy đứa? Nãy giờ có thấy cô nói nhanh quá không? Cô nghĩ là cái tốc độ nãy giờ cô nói vừa đúng không? Nãy giờ mình giải toàn lý thuyết thôi mà. Với lại là các bạn cũng đã vừa làm online xong rồi, giờ cô chỉ có chốt lại thôi. Thế bây giờ gặp câu bài tập nào khó thì cô sẽ nói chậm, được chưa? Mấy đứa có ý kiến thôi, cô sẽ điều chỉnh đúng nào. Để có 35 câu nha em ơi. Chúng ta có nào, câu 27. Đối với bài toán đồ rượu, các bạn cần nhớ cho cô công thức nào. Mol rượu bằng CVD chia 100ml lớn. Trong đó C chúng ta có là đồ rượu nhé. C là đồ rượu ạ. C là đồ rượu. V là thể tích nào. Thể tích của rượu. V là V rượu đấy. D là khối lượng riêng của rượu. M lớn là M lớn của rượu thôi. Được chưa? Vậy chúng ta bắt đầu nào. Bài này chúng ta có cái gì? Cô viết phương trình trước nha. Ancol ethylit tách nước ra được ethylene và nước. Cô thấy ngay nào, số mol của ethylene đề bài cho là 0,1. Vậy cô suy ngược lại được số mol của ancol là 0,1, đúng không? Vậy là cô đã có được mol của ancol. Có một mol của ancol rồi thì cô sẽ thấy là gì? À, sẵn tiện bài toán này nó có hiệu suất các bạn ơi, cho nên cô lấy hiệu suất luôn nhé. Hiệu suất của bài này là đạt là 62,5%, thì cô sẽ xài hiệu suất luôn ở trong cái phản ứng nha. Khi mình tính toán mình nên xài luôn cái hiệu suất trong cái này. Vậy cô nhìn nào, bạn cần nhớ cho cô cái mẹo tính như này nhé. Khi chúng ta tính theo chiều thuận của phản ứng thì chúng ta sẽ nhân hiệu suất, còn ta tính theo chiều nghịch của phản ứng thì chúng ta sẽ chia hiệu suất, được không? Chiều nghịch là sao? Đâu nào, cái chiều nghịch này là đó, có là từ cái này ta suy ngược lại mol của này, ta đang tính theo chiều nghịch thì ta sẽ chia hiệu suất, thì mol của này sẽ lấy 0,1 chia cho 62,5%, được chưa? Để bạn bấm máy tính cho cô nó ra số mol nào. 0,1 chia 62,5%, các bạn bấm cái dấu phần trăm như này cho nó đúng nhé. Thì ta ra được số mol này là 0,16 mol các bạn ơi. Ok chưa? À, còn nếu như chúng ta gặp một cái bài toán mà tính theo chiều thuận á, tức là chiều này nè, từ chất này suy ra chất này là chiều thuận, ta sẽ nhân hiệu suất, được chưa? Các bạn nhớ cho cô nhé, là thuận là nhân nè. Thuận là nhân hiệu suất, còn nghịch là chia hiệu suất. Ok không? Nốt lại nhé. Rồi chúng ta thế vô công thức này chúng ta tính nữa là xong bạn ơi. Mol rượu cô vừa tính ra được là 0,16 nè. Bằng độ rượu là 92 độ nè. Nhân V là cái gì bạn? V là cái chúng ta đang cần tìm đúng không? Nhân khối lượng riêng là 0,8 nè. Chia 100 nè. Nhân M lớn của rượu là 46 nè. Chuẩn không? Chuẩn không bạn ơi? Ta chỉ có thế số vô thôi nhé. Này là 92 nhé. 92. Rồi ta bấm ngay ra được V bằng 10 các bạn. Đáp án là câu D. 10ml được chưa? Chuẩn không các bạn ơi? Cô nhắm đúng không? Có ai thắc mắc gì về câu này không các bạn? Bài toán đồ rượu thực ra nó là bài toán dễ, các bạn chỉ cần áp dụng được cho cô đúng công thức là các bạn sẽ làm được nha. À, file đề thì ngày mai cô sẽ up nha bạn. Có là tối nay livestream xong chắc là hơi trễ đó, thì tối mai nhầm sorry sáng mai cô sẽ up ở trong nhóm 2K5 được chưa nào? Ừ, ok không nhanh hả? Ok rồi. Bạn Vũ Đình Hiếu mấy bài đồ rượu khó quá. Không, bài toán đồ rượu là bài dễ đó em. Em áp dụng công thức là ra, đúng không? Áp dụng công thức là ra, đúng như nào? Rồi, chúng ta có tiếp theo câu số 28 các bạn. Câu này các bạn cho cô đáp án với nào. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai ancol no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp. Chúng ta thu được 0,5 mol CO2. Cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với natri thì chúng ta thu được 0,2 mol hydro. Tìm công thức của hai ancol trên. Ok, đó là một bài toán mình đọc đề vô mình thấy có vẻ là nó dài, nhưng mà thực tế nó là bài toán dễ quá. Các bạn cho cô đáp án thử nào.
Bạn Hoàng Cường xong đề này là nghỉ. Đúng rồi, chúng ta có 35 câu á, thì xong 35 câu chúng ta sẽ nghỉ nhé. Cô ơi xíu cô gửi file chiều chỗ trống. Ừ, cái file cô gửi cho mấy đứa sẽ là file có chỗ trống như thế này luôn nha. Được chưa? Rồi, ok. Câu số 28 các bạn chọn câu B. Rồi, chúng ta sửa nào. Câu này thực tế không khó, chúng ta cần tập trung cho cô như này nè. Thứ nhất nhé, ancol này là ancol đơn chức đúng không? Thì bạn có nào, ancol đơn chức ROH phản ứng với natri, có phải nó luôn luôn tạo ra 1/2 hydro không các bạn? Công thức mà cô đã rút cho bạn trong cái lúc mà cô giải bài tập, cô nói với bạn là gì? Đối với ancol đơn chức thì mol ancol luôn luôn bằng gì? Bằng 2 lần mol hydro. Đúng không? Mol hydro là 0,2 thì này là 0,4. Đó, có mol ancol rồi mà đề bài này người ta lại cho mol gì? Mol của CO2. Mình áp dụng ngay cái công thức gì bạn? Ngay cái công thức muôn thuở mình xài đó là gì? Số carbon trung bình bằng gì? Mol CO2 chia mol ancol thôi. Đúng không? Có phải trúng tủ không mới được? Trúng tủ rồi, ta thấy số nào? Mol CO2 là 0,5 chia mol ancol 0,4 nó ra được 1,25. Số C trung bình là 1,25 mà hai ancol này đồng đánh kế tiếp thì ta chọn đáp án là gì ngay? Câu B là C1 C2. Đúng không? Có phải câu này dễ không mới được? Chưa, nãy giờ tới tận câu 28 này vẫn chưa có câu nào khó luôn á. Cho nên cô nói cái đề của cô cho này nó không có khó. Ta làm cẩn thận người ta lấy được 8 điểm là chuyện bình thường nhá. Cho nên lúc nãy bạn nào mà than đề của cô khó là không được nhá, đề của cô dễ. Được chưa? Dễ mà dễ sai hả? Rồi, chúng ta qua câu số 29 nào. À, cũng là một bài toán cơ bản liên quan đến cái phần toán phenol đúng không? Các bạn cho cô đáp án nhanh với. Kiến hả? Ừ, mấy kiến nó cứ nó lên livestream của cô nên là cô bụp nó luôn. Được chưa? Tầm này sắp thi cử mà đứa nào đi đánh liên quân đâu? Đánh liên quân đâu cô chém bây giờ. Lo mà học đi, lấy 10 điểm hóa để mà còn tỏ tình crush nhé. Chứ đánh liên quân mà được bậc thăng cấp lên bậc thách đấu thì mình có được gì không? Không, không được. Khoe với người yêu là mình đánh liên quân được lên bậc thách đấu thì có ai có người yêu nào khen không? Không đúng không? Nhưng mà khoe với crush là ui mình làm đề thi hóa được 10 điểm nào. Ui crush sẽ ngưỡng mộ mình lắm luôn á, đúng không? Thật không mấy đứa, phải đùa nhé. Ta qua câu 29 nào. Câu 29 đó chưa gì mà cô thấy có hai đáp án khác nhau rồi, son toan rồi. Cái gì đó ta? Bạn Mỹ Duyên vậy số mol CO2 còn lại thì sao cô? Là sao Duyên ơi, câu nào em? Cái câu số 28 này em chỉ có một dữ kiện mol CO2 thôi mà. Em chỉ có một dữ kiện mol CO2 duy nhất đề bài cho là 0,5 mol à. Em đâu có cái CO2 nào nữa đâu em. Cái này là mol hero mà em ơi. Hiểu không? Bài này em chỉ có hai cái số là số mol hero và số mol của CO2. Em không có số mol nào nữa hết. Thì em lấy số mol CO2 đây thôi là 0,5 này. Đúng không Duyên? Hình như Duyên nó buồn ngủ rồi á. Đúng không Duyên? Nó nhìn đề nó còn nhìn nhầm nữa. Bạn Phương Thảo là đến 25 tháng 24 tháng 5 em mới thi. Ừ thì thi trễ thì mình cứ thi trễ không có sao hết nha. Rồi chúng ta qua câu số 29 nào. Cho 6,04 gram hỗn hợp X gồm phenol và ancol ethylic tác dụng với natri, chúng ta thu được 0,05 mol hydro. Ở điều kiện tiêu chuẩn, hãy cho biết khi cho hỗn hợp này phản ứng với brom thì thu bao nhiêu gram kết tủa. Dễ không? Dễ, làm nhanh nha. Chúng ta có nào. Đầu tiên là phản ứng với natri chứ, chúng ta có nào. Cả phenol và ancol đều phản ứng với natri, cô viết tắt cái phương trình nha bạn. Hai thằng này đều phản ứng với natri tạo ra được 1/2 hydro. Mình làm trách nhiệm thì mình viết tắt như thế này cho nó nhanh các bạn ơi nhá. Còn trình bày tự luận thì bạn phải viết hết phương trình ra. Và cô nghĩ là bạn nào cũng viết được phương trình hết rồi đúng không? Phương trình này là phương trình cơ bản mà. Dạ. Ta đặt cho cô ẩn x y để giải hệ phương trình thôi. Này là x chia 2 nè, này y này này là y chia 2. Ta có hệ phương trình thứ nhất là gì? Tổng khối lượng của hỗn hợp nhé. Đây, tổng khối lượng hỗn hợp là 6,04 cô có. Phenol là 94 nhân X cộng với ancol ethylic là 46 nhân Y. Chúng ta có tổng khối lượng là 6,04 gam. Tiếp theo là gì? Tổng số mol của hero là X chia 2 cộng với mol của hero là Y chia 2 bằng tổng hero là 0,05. Được chưa nào? Rồi chúng ta có nào. Bấm cho cô XY với. Bạn nào tốt bụng comment giúp cô giá trị XY với các bạn ơi. Có ai tốt bụng đẹp trai đâu comment giúp cô coi. Bạn nào đẹp trai xinh gái đâu comment giúp cô coi nào. Chưa chưa ai comment luôn, buồn thế. Bấm hệ nhanh của mấy đứa. À ok, cô vừa định bấm thì bạn Như Như đã comment giúp cô. Thank you bạn Như Như nha. À, có XY rồi nào.
Sau khi có XY thì chúng ta có gì tiếp theo nào? Giờ người ta mới đem cái hỗn hợp này vào phản ứng với brom. Ok. Để phương trình phản ứng với brom các bạn lưu ý nhá. Rồi, cô viết luôn cho bạn nào. Phenol C6H5OH cộng với Br2 chúng ta thu được sản phẩm nào? Là C6H2Br3OH cộng với HBr nhé. Cân bằng 3HBr3 brom. Các bạn lưu ý cho cô cái sản phẩm mình thu được ở đây là C6H2Br3OH. Là cái brom, ba cái brom là nó gắn là nó thế chỗ của 3 hydro á. Cho nên chỗ này từ 5 hydro nó giảm xuống chỉ còn có 2 hydro. Bạn viết cho cô cái công thức nó chính xác được chưa nào? Số mol của cái gì? Phenol là 0,03. Thì mol của kết tủa này là 0,03. Nhân m lớn kết tủa, có ai nhớ m lớn thằng này bao nhiêu không? 331 đúng không? Ra đáp án sẽ là 9,93 gam. Đáp án là câu C, được chưa? Câu này là câu toán trang điểm chứ còn gì nữa. Dễ không? Quá dễ. Rồi chúng ta qua câu số 30 nào. Câu 30 các bạn ơi. Oxy hóa 4 gam ancol đơn chức A bằng oxy không khí có xúc tác và đun nóng, chúng ta thu được 5,6 gam hỗn hợp gồm có anhydride, ancol nhớ và nước. Rồi cô sẽ tóm tắt cái đề này nha. Các bạn trong cái thời gian mà cô tóm tắt thì các bạn suy nghĩ và làm cho cô đáp án, cho cô đáp án nào. Thằng này phản ứng với oxy trong không khí các bạn, thì tôi thu được cái sản phẩm gồm có cái gì nào? Gồm có anhydride, ancol, dứ và nước. Tổng khối lượng của cái này là 5,6 gam. Rồi, ok. Các bạn cho cô đáp án câu này với nào. Các ai có đáp án chưa? Bạn Dũng chọn câu A. Bạn Mỹ Duyên chọn câu A. Bạn Hoàng Anh chọn câu A. Rồi. Thế chúng ta sửa nhá. Ta có nào. Đầu tiên chúng ta tính được cái gì đây các bạn? Ta thấy ngay một điều là cô tính được delta M đúng không? Khối lượng ancol ở đây là 4 gam. Tổng khối lượng của hỗn hợp sơ phản ứng này là 5,6 gam. Thì cô thấy ngay là cô tính được khối lượng của oxy bằng cách bảo toàn khối lượng. Tổng khối lượng các chất sơ phản ứng bằng tổng khối lượng các chất trước phản ứng. Vậy cô lấy cái này, cô trừ cho này ra oxy đúng chưa? Vậy cô có M của oxy bằng 5,6 trừ 4 gam ra 1,6 gam. Rồi, sau khi cô có mol của oxy thì cô tiếp tục cô suy ra mol của ancol. Thì lúc này nha, các bạn phải lưu ý cho cô nào. Cô nháp cho bạn chỗ này nè, nháp nè. Cô lấy một cái ví dụ bất kỳ thôi nhé. Ví dụ là ancol ethylic đi. Bạn cho nó cộng với oxy á, thì nó sẽ oxy hóa tạo thành anhydride là CH3CHO cộng với nước. Đó, cái phản ứng nó xảy ra như này đúng chưa? Thì các bạn sẽ cân bằng cái hệ số oxy nó như nào bạn? Mình nhìn cho cô thì ở đây cô cân cân bằng và phải 1 phần 2 oxy không? Đúng không? Ở phía sau này có 2 oxy nè. Thì cô cân bằng chỗ này 1 phần 2 để ở phía trước nó cũng có 2 oxy cho nó bằng ở phía sau. Đó, lưu ý nha. Vậy cho nên là gì? Cô muốn là muốn lưu ý các bạn ở đây là mình cân bằng đó là mình cân bằng 1 phần 2 oxy. Số mol của oxy là không phải bao nhiêu bạn? Tính cho cô mol oxy nè. Bằng 1,6 chia 32 là bằng 0,05. Mol oxy là 0,05 thì cô suy ra mol ancol sẽ là 0,1, đúng chưa? Đó là 0,05 nhân 1 chia 1 phần 2 là ra 0,1 đấy. Hiểu vấn đề chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta có. Bây giờ các bạn cần lưu ý cho cô nào. Người ta nói cái phản ứng này á, sơ phản ứng chúng ta thu được anhydride rồi có ancol như. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái phản ứng này á, cái ancol của chúng ta nó vẫn còn dư. Và chúng ta biết là nó dư bao nhiêu mol chưa? Ta chưa biết. Nhưng mà cô khẳng định được một điều là gì? Mol của cái ancol của chúng ta nó phải chắc chắn lớn hơn 0,1 mol. Đúng không? Tại vì đó là lượng mol ancol đã phản ứng. Ngoài cái lượng phản ứng thì nó còn một lượng dư. Mà lượng dư bao nhiêu ta chưa biết. Ta chỉ có thể khẳng định được là mol của ancol lớn hơn 0,1 thôi. Được chưa? Rồi từ đó chúng ta tính được gì? M lớn của ancol bằng. M lớn của ancol bằng gì bạn? 4 chia cho số mol của nó là gì? Là một cái con số lớn hơn 0,1. Thì cái này cái là một cái bất đẳng thức các bạn học trong môn toán rồi đúng không? Mẫu số là chia cho một con số lớn hơn 0,1 thì đáp án của chúng ta ra là một con số bí hơn 40 đúng không? Lấy 4 chia 0,1 nó ra 40 là cái đáp số này người ta có. M lớn của ancol phải bí hơn 40. Mà bí hơn 40 thì bạn nhìn cho cô trong bốn đáp án này chỉ có thể là câu A. Thằng này là M lớn 32 nè, M lớn này 46 nè, M lớn này là 58 nè, M lớn này 60 nè. Đó, đúng chưa? Cho nên chỉ có thể là câu A thôi bạn. Ok không? Được không các bạn ơi? Có ai thắc mắc gì về câu này không? Các bạn hỏi nhanh nhé.
Ok chưa? Ok không các bạn ơi? Rồi, câu này bạn nào sai các bạn sửa vào cho cô nha. Câu này khá là hay đấy. Rồi, xong nha. Chúng ta qua câu tiếp theo nào. Ủa? Ủa cái đề này của cô sao người ta phô? Rồi xong rồi. Cái chú photo của chú phô cô thiếu măng tờ rồi mấy đứa. Là cô 35 câu mà nó phô chú phô tới câu 33 là hết rồi. Toàn. Rồi thôi kệ nó, lát nữa chúng ta cô sẽ lấy cái đề ở trên cái điện thoại ra cho bạn nhìn được chưa? Đó. Chúng ta có hai câu cuối là câu 34 và câu 35 nó rất là hay nên là chúng ta phải sửa hết. Chú photo này chú phô thiếu đề cho cô rồi. Ta qua câu 31 nào. Bạn cho cô biết là có bao nhiêu phát biểu đúng các bạn. Bạn Mỹ Duyên em lấy 4 gram chia cho thằng nào ra số đẹp rồi em lấy. Ok, cũng được nha Duyên nha, cũng được. Một cái cách lụi đúng không? Mình chơi ăn gian nhưng mà mình vẫn làm đúng. Câu số 31 các bạn ơi. Bạn Vin, các bạn chọn câu sớm. Bạn Hoàng Cường, trời ơi ăn thịt chú. Sao mà dã man dữ em ơi. Sao mà dã man con ngang thế. Bạn Hoàng Anh, bạn Võ Thảo đáp án C rồi, người ta sửa nha. Đầu tiên chúng ta có ít số 1, ancol metilic và ancol ethylic tan vô hạn trong nước. Đúng hay sai? À, đúng các bạn, ancol hai cái ancol đầu tiên trong dãy đồng đánh á là hai ancol tan vô hạn trong nước là đúng nhá. Số 2 nào, từ acetylen chỉ cần một phản ứng điều chế ra được ancol ethylic, đúng hay sai? Câu này sai. Từ acetylen là không thể nào mà chúng ta điều chế ra được ancol ethylic các bạn. Thằng này mà cộng nước thì chúng ta thu được aldehyde CH3CHO. Nhá, chứ không có vụ mà thu được mà ancol nữa đây. Được chưa? Câu số 3 nào, các aldehyde chỉ có tính khử mà không có tính oxy hóa. Đúng hay sai? Câu này càng sai. Ta học là aldehyde vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa. Nhá, câu này sai. Câu số 4, trong phản ứng tráng bạc, aldehyde đóng vai trò là chất khử, đúng hay sai? Thì bạn nhớ cho cô nào, cái này lúc này cô có nói đúng không? Cô có lưu ý là aldehyde nó chỉ thể hiện tính oxy hóa khi cộng với hydro. Đó, aldehyde nào, aldehyde cộng hydro là nó thể hiện tính oxy hóa. Còn lại, phản ứng với bạc nitrat, phản ứng với brom thì nó sẽ thể hiện tính khử, các bạn lưu ý nhé. Cho nên câu này đúng nào. Câu số 5, khi cho phenol tác dụng với brom, lọc kết tủa, cho quỳ tím vào dung dịch sơ phản ứng thì quỳ tím hóa đỏ, đúng hay sai? Thì chúng ta nhớ cho cô cái phản ứng mà brom cộng với phenol thì sản phẩm sơ phản ứng chúng ta ngoài thu được cái kết tủa thì có phải chúng ta còn có cái sản phẩm là HBr đúng không mấy đứa? Đúng không? Đây nào, phản ứng lúc này chúng ta vừa viết bên này nè. Rồi, đó, sản phẩm ta còn HBr. Vậy có nghĩa là gì? Là dung dịch sơ phản ứng chúng ta có HBr làm quỳ tím hóa đỏ là chuẩn. Vậy chúng ta có bao nhiêu? Ba câu đúng, đáp án C. Đúng không? C là chân ái. Có ai chọn câu C không nào? À, bạn Như Quỳnh chọn câu C, good job, đúng. Bạn Thảo, bạn Thành Thịnh, bạn Vinh, ok. Bạn chọn câu C là đúng. Chuẩn nha, đúng rồi đó. Lý thuyết đếm, lớp 11 chúng ta gặp lâu lâu chúng ta gặp một câu. Mà lên lớp 12 ta gặp rất là nhiều bạn. Lên lớp 12 và trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia chúng ta cũng rất là hay gặp lý thuyết đếm. Nên ta làm quen dần dần nhé. Được chưa? Rồi, có ai thắc mắc gì không nào? Chúng ta qua câu 32 các bạn. Câu 32, các bạn cho cô đáp án nhanh nào. Bài toán này là bài toán gì? Bài toán đốt cháy một cái hỗn hợp gồm hai ancol đều no và đa chức mặt hở có cùng số nhóm OH. Ancol này người ta khẳng định là ancol đa chức nhưng mà chưa biết là nó có bao nhiêu OH các bạn. Mình chỉ biết là nó đa chức thôi. Chứ cụ thể là nó mấy chức là cô chưa biết nhé. Được không nào? Ủa nãy giờ cô dạy mới có 1 tiếng 10 phút thôi à ta? Sao cô nãy giờ cô thấy cô nói nhiều lắm luôn mà mới có 1 tiếng 10 phút thôi. Nhanh, nhanh dữ ta. Ô, nhầm lâu dữ chứ ta. Ủa mà khoan, nhanh này chắc nhanh quá. Đúng không? Nãy giờ cô cứ tưởng là cô nói 1 tiếng rưỡi 2 tiếng rồi chứ. Ai ngờ mới có 1 tiếng 10 phút thôi. Còn sớm chán đúng không? Bạn Phạm Văn Giang, ừ đề này cô chưa có gửi file. File thì cô sẽ đăng vào ngày mai, cô đang ở trong nhóm 2K5. Được chưa? Bạn nào chưa vô nhóm thì bạn nhớ inbox để cô add vào nhóm sau nhé. Nhóm hóa 11 của 2K5 đấy, được chưa? Các bạn chọn câu D.
Chắc chưa? Có chắc chưa? Có ai có đáp án khác không? Rồi, ta sửa nhé. Cô buồn ngủ hả? Không, cô đâu buồn ngủ. Các bạn thấy là bình thường cô dạy mấy đứa tầm gì? Cô dạy mấy đứa tầm tới bao nhiêu? Tới tận 12 giờ, 1 giờ cô vẫn còn tính lắm. Cho nên là cô không có buồn ngủ đâu, mấy đứa đừng có lo. À, mấy đứa đợi cô một xíu. U là trời. Bạn nào, bạn các bạn ơi, bạn nào mà đang các bạn đang nhắn tin cho cô á thì các bạn đợi cô dạy xong cô chat nhé. Tại vì cô đang dạy cô không có chat được tin nhắn đâu. Các bạn nào? Bạn Oanh nè. Bạn bạn nào nộp học phí cho cô mà cô có chưa có cô chưa có kịp chat xong tại vì cô đang bận dạy á, lát nữa cô chat được chưa? Mấy đứa yên tâm là cô không có lo gì hết nhé. Lát cô dạy xong là cô chat, khi mà cô chưa chat tin nhắn là do cô đang bận dạy thôi. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta giải câu 32 nha. Nãy giờ mấy bạn cứ nhắn tin hối cô hoài làm cô hoang mang. Chúng ta qua câu 32, đề bài người ta cho thực ra nó là một câu không quá khó các bạn. Đầu tiên làm gì làm, ta tính cho cô mol CO2, mol nước ra trước nè. Mol CO2 là 0,25, mol nước là 0,35, đúng chưa? Đó, thế bây giờ người ta bảo là gì? Tìm cái giá trị của V. V là gì? V của oxy. Thế chúng ta suy luận cho cô như này nhé. Đầu tiên chúng ta phải biết được cái ancol này là ancol mấy chức cái đã. Chứ ta chưa tìm ra được mấy chức thì mình không có ra được các bạn. Đó, thế bây giờ cô bắt đầu nè. Đầu tiên cô thấy là ancol này là ancol no thì bạn thấy ngay nhé, mol của ancol ấy thì nó luôn luôn là bằng mol nước trừ mol CO2. Công thức này chúng ta sẽ xài được khi nào? Ta xài được khi nó là ancol no, miễn là nó no là được, đa chức vẫn xài được nhé. Vậy chúng ta có là lấy 0,35 trừ 0,25 nó ra 0,1, được chưa? Sau khi có mol ancol là 0,1 thì chúng ta lại tính được cái gì? Có phải cô áp dụng ngay công thức quen thuộc đó là tính số C trung bình bằng mol của CO2 chia cho mol của hỗn hợp, đúng chưa? Bằng mol CO2 là nhiêu? Là 0,25 chia 0,1 là nhiêu? Ra 2,5. Đúng không mấy đứa? Ngay lập tức ta tính được số C trung bình. Số C trung bình là 2,5 thì bạn xác định cho cô nào. Nó phải có một cái thằng có số carbon bí hơn 2,5. Và kết hợp với dữ kiện là ancol này là ancol đa chức thì bạn xác định cho cô nha. Ancol đa chức á thì cái loại đa chức là đa chức mà ít nhất là hai chức đúng không? Tức là có 2 OH là tối thiểu. Và cái đa chức thì nó có tối thiểu là 2 carbon nha, không có cái ancol đa chức nào 1 carbon cả. Cho nên ấy, mình suy ra luôn cho cô đây, phải có một thành có 2 carbon, được chưa? Rồi, còn thành còn lại là thành có mấy carbon cô chưa biết, nhưng mà cô cũng không quan tâm. Cô quan tâm ở đây là gì bạn? Cái ancol này có 2 carbon thì chỉ có thể là ancol 2 chức. Tại vì theo cái nguyên tắc các bạn biết là cái số nhóm OH nó không bao giờ được vượt quá cái số carbon. Nó chỉ có thể là bí hơn hoặc bằng số carbon thôi. Vậy thằng này có 2 carbon thì nó chỉ có thể là ancol 2 chức. Nó chính là thằng ethylene glycol. Tới đó là chúng ta ra rồi bạn. Vậy cô khẳng định cái ancol này là ancol 2 chức. Hai ancol này đều là hai ancol 2 chức. Vậy thì chúng ta có đài. Cô viết cái này nhé. Ancol 2 chức cô viết ở dạng là ROH 2 lần cộng với oxy cô ra được CO2 và nước. Ở đây cô đã có được mol của ancol là bao nhiêu? Là 0,1. Mol CO2 cô có là 0,25, nước là 0,35. Thế cô tính được mol của oxy không các bạn? Được chứ, bằng cái gì ngay? Bảo toàn oxy, đúng chưa? Nên chúng ta có bảo toàn oxy. Cô đặt mol oxy này là ít mol các bạn. Thì bảo toàn oxy thì các bạn sẽ có là tổng oxy trước phản ứng sẽ bằng tổng oxy sau phản ứng, đúng không? Vậy cô có nào, thằng này có 2 oxy là cô lấy 0,1 nhân 2. Cộng này có 2 oxy là x nhân 2, đúng không? Thì nó bằng gì? Thằng này có 2 oxy là 2 nhân 0,25. Cộng này có 1 oxy là 0,35 nhân 1. Vậy từ đó các bạn tính được cái giá trị của oxy chưa? Quá được đúng không? Ta cho cô đáp án luôn nào. Mol oxy bao nhiêu các bạn ơi? Ok ok. Các bạn comment đáp án rồi đó. Là câu D đúng không? Rồi tin tưởng mấy đứa comment là cô chọn theo đáp án mấy đứa là câu D nhá. Nhưng mà bây giờ các bạn cho cô x bằng bao nhiêu với? X bằng 0,325. Ok thank you bạn Cường nè. Xong nha. Có x bằng 0,325 nhân 2,4 ra đáp án D. Chuẩn chưa? Vậy câu này hay không? Hay. Chúng ta phải có được gì bạn? Mình phải vững kiến thức và mình suy luận cho cô được cái chỗ này thì mình mới giải được nè. Ok không? Có ai thắc mắc gì bạn hỏi để cô giải đáp nào. Có ai thắc mắc gì không các bạn ơi?
Bạn nào em buồn ngủ đây? Mới có 11 giờ mà buồn ngủ gì mấy đứa? Bình thường mấy đứa học với cô tới 12 giờ nữa cơ. Đúng không nào? Rồi ok, đáp án chốt là câu D chuẩn các bạn. Bạn Võ Thảo là khi nào mình tính C trung bình? Chúng ta tính C trung bình khi mà bài toán chúng ta có nhiều ancol đúng không? Ta có nhiều chất thì chúng ta phải tính C trung bình thôi. Được chưa nào? Còn nếu như chỉ có một chất thì chúng ta tính số carbon. Thì công thức này chúng ta có phải là chúng ta đã gặp rất rất là nhiều với cô rồi đúng không? Nó rất rất là quen thuộc rồi nha. Rồi chúng ta qua câu tiếp theo, câu số 33. Bạn Hoàng Cường trường em câu nâng cao là về ancol. Ừ thì trong cái đề này các bạn, đề này cô cũng cho các bạn các cái câu nâng cao là về ancol, là những câu kiếm 9 điểm 10 điểm ở trên lớp của các bạn đấy. Rồi cô xếp lấy chồng rồi nha em, bạn quý nè. Khi nào cô lấy chồng thì cô sẽ gửi thiệp mời cho mấy đứa, được chưa? Cho nên là không có lo gì hết trơn á, mấy đứa đừng hỏi. Câu 33 nào. Các bạn chọn câu đến. Bạn Vũ Dương, Vũ Duy Dương đúng không? Rồi chúng ta sửa nào. Đề bài cho hỗn hợp M gồm anhydride X, no đơn chức mặt hở và hydro carbon Y có tổng số mol là 0,2. Tức là mol của hai này là 0,2 mol các bạn. Đốt cháy hoàn toàn thì chúng ta thu được là 0,4 mol CO2 và bao nhiêu nước ta? Hình như là 0,4 nước đúng không? Đúng không nào? Rồi, hình như cô nhắm đúng mol rồi đấy. Thì đó là một bài mà cô trích trong đề thi đại học của các năm về trước các bạn. Câu này thực ra nó không có quá khó, chúng ta suy luận người ta giải được thôi. Đầu tiên là các bạn thấy là gì? Mình có nào, bắt đầu nha. Suy luận đầu tiên bạn thấy là cái mol CO2 bằng mol nước các bạn ơi. Trong đó các bạn biết là anhydride mà no đơn chức mặt hở. Mình học lý thuyết rồi. Anhydride no đơn chức mặt hở khi mà đốt cháy có phải mình sẽ luôn luôn thu được số mol CO2 bằng với số mol nước không các bạn? Đó. Rồi tiếp theo. Các bạn thấy là hydrocarbon này các bạn xác định là bây giờ nè. Cái thằng hydrocarbon này khi đốt cháy nó cũng phải cho mol CO2 bằng mol nước. Để mình có được là gì? Cái kết quả cuối cùng là đề bài cho mol CO2 và mol nước bằng nhau nè. Vậy từ đó các bạn biết cái hydrocarbon Y là cái thằng thuộc cái loại loại nào chưa? Anken, ankan hay ankin được chưa? Được luôn, đúng không? Thằng này cũng phải đốt ra mol CO2 bằng mol nước và nó phải là anken. Anken là ta loại câu A là ankan nè, câu B là ankin nè, đúng không? Được chưa? Ok không? Bạn nào thắc mắc gì bạn hỏi để cô giải đáp nhé. Cô nói chậm rồi đấy. Thì tiếp theo chúng ta tính cái gì bạn ơi? Ta tính số carbon trung bình cho cô nào. Cứ bài toán mà hỗn hợp thì ta tính số C trung bình thôi. Ta lấy mol CO2 chia cho mol hỗn hợp bao nhiêu? Mol CO2 là 0,4 nào, chia mol hỗn hợp là 0,2, chúng ta ra được 2. Số carbon trung bình là bằng 2. Đúng không? Vậy tiếp tục cô tính luôn nhé, cô tính cái số hydro trung bình luôn bạn. Số hydro trung bình bằng công thức muôn thuở mình đã xài, đó là bằng 2 lần mol nước chia cho mol hỗn hợp. Vì sao là 2 lần mol nước? Vì đơn giản là trong nước nó có 2 hydro các bạn. Cho nên mình phải nhân đôi lên, được chưa? Vậy chúng ta có là bằng gì? 2 nhân 0,4 chia 0,2. Ta ra được có bao nhiêu? Có 4, đúng không? Vậy các bạn thấy là gì? Cái số carbon trung bình là 2, còn số hydro trung bình là 4. Thì các bạn chọn đáp án là gì bạn? Đáp án nào là sẽ là phù hợp nhỉ? Các bạn chọn câu D. Rồi, chúng ta có nào. Đầu tiên á, các bạn có số carbon trung bình thì nghĩa là gì bạn? Nó phải có là gì? Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là anhydride và cái hydrocarbon này nó có cùng số carbon. Có cùng số carbon đều là gì? Đều là 2C. Nghĩa là thành gì? Anhydride 2C là CH3CHO ấy. Còn anken là 2C là CH4, đúng không? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai nó có thể rơi vào trường hợp là có một thằng có số C bí hơn 2. Là 1C đấy, 1C là anhydride 1C. Anken là không có 1C được nha, cho nên cái thằng 1C chỉ có thể là anhydride. Còn một thằng nữa có số carbon lớn hơn 2. Lớn 2 là có thể là 3C, đúng không? Đáp án đề bài cho anken 3C nè. Đó, anken 3C. Cũng có thể đúng đúng không nào? Thế chúng ta xem thử trường hợp nào nó phù hợp các bạn. Trường hợp nào phù hợp? Mình xét qua số hydro trung bình là bằng 4. Số hydro trung bình bằng 4 thì nó cũng có gì? Nó cũng có cái trường hợp là cả hai cái chất này đều có 4 hydro. Đấy, trường hợp này các bạn thấy là đây thằng này có 4 hydro, thằng này cũng có 4 hydro. Hợp lý không? Hợp lý. Tiếp theo trường hợp số 2 là sẽ có một thằng có số hydro bí hơn 4
là một thằng có số hero lớn hơn 4. Biến 4 là thằng này có 2 hero, thằng này có 6 hero. Cũng hợp lý đúng không? Ồ thế thì làm sao mình biết cái thằng nào đúng nhỉ? Trường hợp nào mới đúng các bạn? Trường hợp nào cũng mới đúng. Thế thì ở đây ta làm sao? Thì các bạn thử nhé, bạn thử cho cô nào. Bạn thử cho cô bấm hệ phương trình xem thử cái trường hợp nào nó ra số đẹp. Cho cô nào. Bấm cho cô này các bạn. Bấm cái kẹp này nè. Cái kẹp này chúng ta không bấm vì sao bạn biết không? Hai thằng này á là nó có chung số carbon và có chung số hydro luôn. Ta bấm hệ nó có ra không? Nó không ra. Nó vô nghiệm ấy. Hiểu ý tưởng không? Cho nên các bạn không bấm cái này nó không ra. Bây giờ chúng ta bấm cái kẹp này cho cô nè. Cái kẹp này mà nó ra số âm nó sai thì chúng ta sẽ chọn cái kẹp này. Mấy đứa hiểu ý tưởng không? Đó, để chúng ta có nhá này xy ta bấm lên thế nào. Đầu tiên tổng số mol hai này là x cộng y bằng bao nhiêu? X cộng y bằng 0 phẩy mấy? 0,2. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Tiếp theo là gì bạn ơi? Tiếp theo là mình sẽ bảo toàn carbon nhé. Thằng này là một carbon là một x nè. Thằng này có 3 carbon là 3 3y. Thì tổng số mol carbon đề bài cho là nhiêu? 0,4. Bạn giải nhanh cho cô giá trị x y cái nào. X bằng y bằng. X bằng nhiêu ta? Nhẩm nhanh cho cô luôn ạ. Y bằng 0,1 đúng không? Và x bằng 0,1. Đó, đúng không? Cô nhắm ra số mol chuẩn không? Chuẩn đúng không? Đó, vậy thì chúng ta có nào. Đối với cái trường hợp này chúng ta giải số mol ra, chúng ta thấy là hai thằng này có số mol bằng nhau là 0,1. Vậy trường hợp này ta loại hay ta nhận? Mặc dù nó ra số mol đẹp nhưng mà ta loại. Ta loại vì sao các bạn biết không? Vì đề bài người ta cho số mol của hai cái chất ban đầu là x và y á, là nó khác nhau. Cụ thể là số mol của x nhỏ hơn số mol của y. Mà chúng ta lại tính ra được số mol hai này bằng nhau là sai rồi. Được chưa? Cho nên ta loại trường hợp này và ta chọn trường hợp này. Đó, đáp án là câu D nhé. Đó, thì bài này chúng ta hiểu rõ cho cô cái vấn đề. Chúng ta phân tích rất là chi tiết cụ thể thì đáp án cuối cùng là câu D. Được chưa? Các bạn sửa vào cho cô luôn. Câu này cũng khá là hay đó. Các bạn có thắc mắc gì bạn hỏi để cô giải đáp nhé. Ok không? Mấy câu này các bạn nó mới 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 bắt đầu chúng ta mới phải tư duy nhiều. Mà tư duy nhiều thì chúng ta sẽ phát triển tư duy tốt, người ta học tốt. Không những môn hóa mà môn toán, môn lý, những cái môn đó các bạn nền tảng là mình tư duy tốt, là mình học tốt. Được chưa? Có thắc mắc gì không? Hay là buồn ngủ rồi cho nên là không có biết thắc mắc gì luôn. Nghi lắm. Có thắc mắc không? Không thì chúng ta qua hai câu cuối nha. Giờ hai câu cuối là cô bị mất đề rồi cho nên là các bạn đợi cô tóm tắt đề cho bạn nào. Ok. Các bạn sửa vào nhá. Bây giờ chúng ta không ai thắc mắc cho nên là cô đi qua câu tiếp theo nè. Bây giờ bạn đợi cô mở lại link đề để cô xem lại cái câu rồi cái đề rồi cô tóm tắt lại đề nhá. Tóm tắt lại đề cho bạn chứ cái chú photo chú phô thiếu là không có đề để xem. Rồi cô đọc đề cho bạn nghe luôn nha. Người ta cho em m gam hỗn hợp gồm hai ancol. M gam hai ancol. No đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CO đun nóng thì chúng ta thu được hỗn hợp chất rắn sét và hỗn hợp hơi y, là ta thu được rắn sét nè và hỗn hợp hơi y có tỷ khối, có là có cái m lớn trung bình bằng, người ta cho tỷ khối so với rô là 14,1 thì cô tính m lớn trung bình là lấy 14,1 nhân 2 là bằng 28,2 đúng chưa? Rồi người ta đem toàn bộ cái lượng y này các bạn, người ta cho phản ứng với gì? Với bạc nitrat trong môi trường NH3. Thì người ta cho ra được là cái lượng bạc mình thu được là 30,24 gram. Là 30,24 chia 108. Cô có được là 0,28 mol các bạn. À, ok nhá. Và người ta bảo chúng ta tính cái gì? Bài này người ta bảo chúng ta tính cái khối lượng của hai ancol chấm hỏi. Rồi đó thì cô vừa đọc cho bạn nghe cái đề và cô đã tóm tắt cái đề trong cái tờ giấy này rồi. Chúng ta sẽ làm thử nhé. Các ai làm được câu này lúc nãy chưa? Có là lúc mà bạn làm đề test đó, thì bạn có làm được câu này không? Các bạn cho cô đáp án với nào. Cho cô đáp án với. Các ai làm được câu này không? Đề câu này có khó không các bạn? Nóng quá. Các ai có đáp án câu này không nào? Câu này em làm mãi không ra à. Bạn Dũng là làm mãi không ra. Ok thì cô sửa nhé.
Bạn Linh là lỗi em ngủ hả? Sao mấy đứa bỏ cô đi sớm vậy? Bạn Thành Thịnh, em lùi câu 33 mà vẫn đúng hả? Ok, good job, có bàn tay lùi đúng không? Bạn Quý là hóa khó quá cô ơi. Thật ra hóa nó dễ hơn. Không, cái này là tùy cảm nhận của từng bạn chứ, đúng không? Cô thì hồi xưa cô cảm thấy là hóa nó dễ hơn lý, còn các bạn thì cảm thấy sao cô không biết nha. Rồi cố gắng nào, còn hai câu nữa thôi bạn ơi. Bạn Hào, ok, bạn Hào hỏi cô câu 33 đúng không? Lúc nãy cái comment của cô nó không có chạy cho nên là cô không có thấy cái comment của bạn Hào. Cô trả lời lại nhé. Vì vì sao nó là alken? Vì em có nào. Khi đốt cháy cái hỗn hợp này em thu được số mol CO2 bằng số mol nước đúng chưa? Thì em có nào, cái aldehyde này là no đơn trước mặt hở thì khi đốt cháy nó cho mol CO2 bằng mol nước. Vậy bắt buộc cái hydro carbon này nó cũng phải cho được mol CO2 bằng mol nước. Đúng không? Thì cho nên là nó phải là alken thôi. Được chưa nào? Bà Phạm Văn Hùng, làm sao để đổ hóa hả bạn? Cái này cô chia sẻ thật lòng các bạn ơi. Môn cái hóa 11 các bạn học, các bạn chỉ cần nắm cho cô cái kiến thức cơ bản thôi, không cần quá giỏi. Không cần quá giỏi nha. Lên lớp 12 các bạn chăm cày cho cô cái đi thi trung học phổ thông quốc gia lấy 8 cộng rất dễ. Chỉ cần chăm thôi là các bạn học được 8 cộng. Ví dụ nào, các bạn thấy đề minh họa của Bộ Giáo dục không? Làm đúng hết lý thuyết là được 7 điểm rưỡi rồi. Làm đúng thêm bài tập cơ bản rồi thêm một vài câu 8 điểm nữa là ta được thêm được một câu 8 điểm nữa thôi chứ là ta được 8 điểm rồi. Đó. Cái này các bạn, cái này là chia sẻ thật sự, cho nên các bạn có thể tham khảo ý kiến của anh chị các khóa trước, các bạn thấy môn hóa dễ lấy điểm lắm. Nó không khó đâu. Chăm là học được, làm được nha. Rồi, được 10 điểm hóa có được phát người yêu không? Được nha Thùy. Bạn nào bữa nay em 10 điểm em comment lên đây, cô đăng bài cô tuyển người yêu cho em luôn nha. Rồi thôi chúng ta làm câu số 33 nè. Câu 33 chúng ta có câu nhầm câu 34 chứ, chúng ta giải nhé. Đề bài người ta cho cái gì? Người ta cho hai ancol này cộng với CO chúng ta thu được hỗn hợp Y. Người ta gọi là hỗn hợp hơi Y các bạn. Thì lúc này bạn xác định cho cô này cái hơi Y này nó có cái gì? Nó sẽ có gì bạn? Sản phẩm mình thu được aldehyde nó sinh ra ở dạng hơi các bạn. Và hơi nước các bạn ơi. Rồi cái phương trình cô viết cho bạn nhé. Ancol RCH2, R trung bình CH2OH cộng với CO thì mình sẽ tạo ra được aldehyde là R trung bình C gì? CH2OH. Cộng với gì bạn ơi? Cộng với nhầm, sorry cô biết nhầm đó. Aldehyde là CHRCHO nhé. Cộng với nước cộng với CU đúng không? Thì lúc này nè, mình đang đun nóng ở nhiệt độ cao cho nên aldehyde và hơi nước nó sinh ra ở dạng hơi, được chưa? Thì cái hỗn hợp hơi này nó gồm aldehyde và hơi nước. Ok. Rồi cô dựa trên cái dữ kiện là M trung bình này cô sẽ giải được cái gì bạn ơi? Cô sẽ đặt ấn các bạn. Cô đặt ấn mol của anh này là amon thì cô suy ra được cái mol của nước này cũng là amon, đúng chưa? Vậy có phải các bạn thấy là cô sẽ làm được cái việc gì? Cô sẽ lập được một cái phương trình để cô giải cái ấn A này đúng không ta? Giải được ấn A không? Chúng ta có nào. Các bạn đợi cô một xíu nhé. Cái này cô có cái gì đây? Đề lúc nãy cô có ghi thiếu cái gì không ta? Bạn bạn đợi cô nhìn lại cái đề cái nhé. Ok. Thu được hỗn hợp hơi Y có tỷ khối là nhiêu đây? Ok, cho Y phản ứng với bạc nitrat thì chúng ta thu được nhiêu đây gam bạc. Ok. Rồi chúng ta phân tích cho cô nha. Cái dữ kiện số mol bạc này chúng ta có được xài chưa? Thì câu trả lời là chúng ta chưa được xài các bạn. Vì sao? Vì ở đây chúng ta chưa biết được hai cái ancol này là hai ancol nào. Lỡ mà nó dính đến cái ancol là ancol gì? Ancol metilic là nó có cái aldehyde formic á, thì cái aldehyde này nó tạo ra đến tận là bốn bạc. Nó ra bốn bạc thì chúng ta làm có còn chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta không 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 có giải quyết được cái số mol bạc ở đây. Hiểu ý tưởng không? Cho nên là chúng ta tạm thời không có dùng đến cái số mol của bạc. Mà chúng ta phải dùng đến cái gì? Chúng ta phải dùng đến cái tỷ khối chỗ này trước. Được không nào? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xử lý nhé. Bây giờ dựa trên cái tỷ khối, cái M trung bình thì chúng ta có cái gì nào? Chúng ta giải được cái gì? Chúng ta có M trung bình là bằng gì? Bằng M nhỏ chia cho N, đúng chưa? Ta thế số nào? Tương đương.
M trung bình là 28,2 chia nhầm bằng khối lượng của anđehit là bằng gì bạn ơi? Khối lượng anđehit có phải là bằng cái M lớn của anđehit là R cộng với nhóm CHO là 29. Đây là M lớn của anđehit đúng không? Nhân với số mol của nó là A nè. Cộng với khối lượng của nước là 18 nhân A. Cái này có phải là khối lượng của hỗn hợp không mấy đứa? Hỗn hợp hơi này gồm anđehit và nước thì khối lượng là bằng khối lượng anđehit cộng khối lượng của nước được chưa? Rồi chia cho số mol của hỗn hợp nha bạn ơi. M trung bình hỗn hợp là bằng M nhỏ hỗn hợp chia số mol hỗn hợp đấy. Hỗn hợp này gồm anđehit và nước thì cộng tổng số mol lại là 2A mol. Bạn nhìn cho cô trong cái phương trình này có phải cô sẽ rút gọn cô triệt tiêu được ẩn A ở trên đúng không và ẩn A ở dưới. Vậy phương trình này chúng ta chỉ còn một ẩn duy nhất là ẩn R trung bình. Bạn bấm giúp cô góc R trung bình với các bạn ơi. Bạn bấm giúp cô góc R trung bình nhé. Bài này chúng ta không cần phải chia hai trường hợp đâu em ơi nha. Cô bấm ra góc R trung bình là 9,4. 9,4. Được không? Rồi, ok. Cô bấm đúng không các bạn? 9,4 thì mình suy ra hai cái góc R này sẽ là gì? 9,4 phải có một góc bí hơn 9,4 là góc gì bạn? Góc 1 á là góc H á. Đúng không? Và một góc lớn hơn 9,4 là góc CH3 đấy. Vậy ghép vô thì cô sẽ có là gì? Hai cái anđehit tương ứng sẽ là HCHO và CH3CHO. Được chưa? Các bạn hiểu chỗ này không? Các bạn thấy ngay là lập tức nó rơi vào trường hợp đặc biệt là trường hợp anđehit. Anđehit đặc biệt đấy. Ok không? Có ai thắc mắc gì không nào? Hiểu ý tưởng không các bạn? Tức là chúng ta đã được hai góc R lần lượt là góc R bằng 1 và góc R bằng 15 nhé. Ok chưa? Rồi, tiếp theo cô phân tích, cô giải tiếp nào. Bài này á, chúng ta chỉ còn một dữ kiện duy nhất là số mol của bạc. Để từ số mol của bạc chúng ta có được số mol của hai cái anđehit thì chúng ta sẽ lập cho cô một cái gì? Bạn sẽ dựa cho cô trên cái giá trị R trung bình. Dựa trên cái góc R trung bình này chúng ta sẽ tìm được cái tỷ lệ mol của hai anđehit này nhé. Thì cô ghi nhỉ? Cái góc R số 1 á, là góc H. Góc R số 2 là góc CH3. Thì góc này là giá trị M lớn là 1 nè. Góc này là 15 nè. Giá trị góc R trung bình là 9,4 á. Đó. Thì đối với những cái mà có góc R trung bình hoặc là cái số N trung bình thì chúng ta đều xài được quy tắc đường chéo để tính ra được tỷ lệ số mol của hai góc nhé. Giờ đường chéo số 1 chúng ta lấy 9,4 trừ 1 là ra 8,4. Đường chéo số 2 cô lấy 15 trừ 9,4 là bao nhiêu bạn? Ra bao nhiêu? 5,6. Cô chia hai này cho nhau, cô ra được tỷ lệ bao nhiêu nào? Tỷ lệ là 2 chia 3 các bạn. Đó. Tỷ lệ 2 chia 3 vậy có nghĩa là cô sẽ đặt gì? Tỷ lệ mol của hai chất này là tỷ lệ 2 chia 3 thì cô sẽ đặt anđehit này là 2A mol thì anđehit này sẽ là 3A mol. Đúng không? Bạn hiểu ý tưởng chỗ này không các bạn? Ok xong nha. Vậy từ đó cô tiếp tục nào. Giờ đem hai anđehit này đem đi tráng gương thì cô thấy là thằng này ra mấy bạc? Ra 4 bạc. Thằng này ra 2 bạc. Đó. Vậy cô có nào, mol của bạc tổng là gì? Cô bảo toàn nha, cô có mol bạc chỗ này là 2A nhân 4. 2A nhân 4 bạc. Rồi tiếp theo thằng này là 3A nhân 2 đúng không? Thì cô có tổng được mol bạc là 0,28. Chuẩn không các bạn ơi? Chuẩn. Từ đó bạn giải được giá trị A không? Quá được cái chứ. Giải cho cô giá trị A với nào. Ta có A bằng 0,02. Số đẹp là chắc chắn đúng rồi bạn. Sau khi có A bằng 0,02, vậy cô xác định là gì? Hai cái ancol đầu tiên là ancol của cô có là ancol methylic. Để nó ra được anđehit là HCO nè. Ancol số 2 sẽ là ancol ethylic để nó tạo ra được cái anđehit CH3CHO thôi, đúng nhớ. Từ đó cô có điền số mol nha. Số mol anđehit này là 2A. 2A là 0,04 thì mol ancol này 0,04. Mol anđehit này là 3A là 0,06 thì này là 0,06. Đề bài người ta hỏi chúng ta là tổng khối lượng của ancol ban đầu các bạn. Tới đây các bạn cộng cho cô tổng khối lượng của hai ancol lại coi nào. Đầu tiên nha, ancol methylic là 0,04 nhân 32. Cộng với thằng này có M lớn là 46 nhân 0, mấy? Nhân 0,06. Ta ra đáp án là nhiêu? 4,04 gam, chuẩn chưa? Rồi, quá chuẩn, đáp án là câu gì? Đáp án là 4,04 gam ạ. Bây giờ cái đề nó không có ở đây. Để cô coi thử đáp án nào nhé. Đáp án là câu B các bạn ơi. Đáp án này là đáp án B, được chưa? Rồi, xong. Có ai đúng câu này không? Có bạn nào làm lúc nãy làm đề online và làm đúng câu này không? Câu này khá là hay nha. Câu này khá hay đấy.
Bạn Hoàng Cường giải hai trường hợp đúng không cô hả? Giải hai trường hợp là sao? Ý em là em định giải trường hợp là có ancol methylic và trường hợp không có ancol methylic đúng không? Thì cũng được nhé, cũng được, nhưng mà cái cách đó thì em phải chia hai trường hợp. Còn cái cách cô đang giải thì các bạn không cần phải chia trường hợp, chúng ta tìm được ngay công thức của hai cái anđehít dựa trên góc R trung bình, đúng chưa? Ok không nào? Em đúng nhưng mà lùi đúng hả? À, lùi đúng cũng được. Gọi là mình có bàn tay vàng trong làng lùi rồi. Bạn Viên em làm đúng, ok, good job. Bạn Dũng em lùi đúng, ok. Trời, lớp mình sao nhiều bạn hơn nhỉ? Lùi đúng hết. Dữ ta. Rồi, bạn Trần Vương em sẽ cố cày 10 điểm để có người yêu. Được, ok. Rồi, ok, câu này có ai thắc mắc gì không các bạn ơi? Các bạn sửa vào nhanh cho cô nha. Chụp nha, chụp cho cô bài giải nè. Để chút nữa, ngày mai cô up cái file đề rồi thì các bạn sẽ làm lại, các bạn sửa lại cho cô trong cái đề nhá. Chụp cho cô bài giải nè. 1, 2, 3 nè. Chụp nha. Rồi, chụp tiếp khúc này nè. Rồi, chúng ta qua câu cuối, câu 35. Mấy câu này khó nên là cô dán rất là kỹ đó nha mấy đứa. Chúng ta qua câu 35. Để cô tóm tắt đề chứ cũng mất đề rồi, không có đề câu 35 nữa. Rồi đề nha, cô đọc các bạn nghe nè. Người ta cho hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X và Y. Hai ancol nhé, ancol X và Y đơn chức. Đồng đánh kế tiếp luôn bạn ơi. Đun nóng 27,2 gram này với H2SO4 đây. Thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm 0,08 mol 3 cái ete. Có khối lượng có M bằng 6,76 gram. Đó là điều kiện thứ nhất. Và một lượng ancol dư. Rồi, đốt cháy hoàn toàn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z là cái gì ta? Z là cái hỗn hợp này, là hỗn Z này bạn. Tức là hỗn hợp Z này của chúng ta nó gồm 3 cái ete và có cả ancol dư. Đem đốt cháy cái hỗn hợp này với oxy. Thì chúng ta cần 43,68 lít khí oxy là 43,68 chia 2,4. Ta ra được là 1,95 mol oxy bạn. Người ta bảo tính hiệu suất của cái phản ứng tạo ete của mỗi cái ancol X và ancol Y. Đó thì bài toán này là một bài toán ở mức độ vận dụng, có là bài bài toán khó của cái bài ancol đúng không? Thì câu này là nếu như gặp trong đề thi cuối kỳ các bạn sẽ là cái câu lấy điểm 10. Đúng chưa nào? Rồi câu này thực tế ra thì trong cái nhóm hóa 11 này cô đã dạy rất là kỹ cho bạn rồi đó. Nhóm VIP 11 dạy rất là kỹ. Thì bạn mà làm học chắc với cô thì câu này các bạn làm thoải mái thôi, không có gì khó cả. Đúng không? Rồi. Các bạn cho cô đáp án câu 35 thử, có ai chọn đáp án câu này chưa? Câu này dễ mà, đúng không? Câu này dễ hơn câu 34 luôn á. Câu này mình làm rất là nhiều với cô rồi. Các ai có đáp án không? Cho cô rồi cô sửa nào. Comment đi rồi cô sửa các bạn. Khó hả? Câu này không khó nha. Thôi cô sửa luôn cho rồi. Sửa nhanh đi ăn cơm cho đói bụng rồi các bạn. Đói bụng. Dạy 2K liên tiếp cô đuối quá. Đầu tiên bạn phân tích cho cô nào. Đem cái ancol này phản ứng với H2S4 đặc thu được gồm có ete và ancol dư. Bài này người ta còn cho dễ đó, tại vì mình không có thu được anken thì mình khỏe rồi. Người ta đem đốt cái hỗn hợp này thì cần nhiêu đây oxy, thì bạn xác định cho cô nha. Mình đốt ancol với đốt cái hỗn hợp Z này là như nhau. Vì sao? Bạn có là gì đây nè. Khi đem ancol tách nước á là mình thu được ete, ancol dư và cái gì nữa bạn? Và nước. Có nghĩa là sản phẩm chúng ta thu được sẽ có ete, ancol và nước. Thì mình sẽ áp dụng cái định luật là bảo toàn á, là lượng oxy đốt cháy cái hỗn hợp sơ phản ứng sẽ bằng tổng lượng oxy đốt cháy cái hỗn hợp ancol trước phản ứng. Trong đó nước của chúng ta là không cháy. Nước không cháy cho nên sao? Khi mà mình đốt cháy cái hỗn hợp Z này chính là đốt cháy ancol. Hiểu ý tưởng không? Vậy cho nên là lượng oxy này là 1,95, chính là lượng mol oxy đã dùng để đốt cháy ancol ban đầu. Vậy cô có mol oxy đốt cháy ancol là 1,95 luôn. Được chưa? Rồi, đó là một cái. Thế bây giờ người ta cho hai ancol này là hai ancol. Để cô coi thử nãy người ta cho gì. Hai ancol này là hai ancol đơn chức đồng đánh kế tiếp của nhau. Vậy thì sao các bạn?
Han Kono đứng trước đồng đánh kế tiếp. Thế chúng ta sẽ xác định là gì? Ta từ dữ kiện này ta có thể tìm được công thức của hai Han Kono. Quá được đúng không? Han Kono này chúng ta có là gì? Han Kono này cô đặt là công thức là CN trung bình H2N trung bình O. À, nhầm cộng 2 O nhé. Chúng ta sử dụng cái gì cho nhanh vậy ạ? Sử dụng gì cho nhanh nhỉ? Mục tiêu là chúng ta tìm cho cô cái n trung bình để chúng ta tìm ra được công thức của hai ancol trước á. Rồi, làm gì cho nhanh? Đụng tới mol của oxy thì chúng ta làm gì? Thứ nhất là bạn có rất là nhiều cách làm. Một là bạn sử dụng cho cô bảo toàn E mà cô đã chỉ các bạn. Hai là các bạn nhớ luôn cho cô mà ancol đơn trước thì hệ số cân bằng của oxy chỗ này có phải là 3N chia 2 oxy không? 3N trung bình chia 2 oxy. Đốt cháy ra được NCO2 và N cộng 1 nước. Quen không mấy đứa? Giờ mình phải làm rành những cái phương trình này rồi nha. Cô điền số mol vô để cô tìm N trung bình nào. Mol oxy là 1,95. Mol nước là nhiêu? 27,2 chia cho M lớn của nước. À nhầm sorry, ancol chứ, cô viết nhầm. M lớn của ancol luôn luôn là nhiêu bạn ơi? 12N cộng 2N là 14N. 16 cộng 2 là 18. Cái này quen quá rồi nhá. Rồi chúng ta nhân chéo cho cô nào. Lấy này nhân chéo lên là nhân cho 3N trung bình chia 2 thì nó sẽ bằng 1,95. Bạn bấm và bạn dài giúp cô giá trị N trung bình với nào. Ai tốt bụng đẹp trai xinh gái đâu bấm giúp cô N trung bình với. Cô làm biếng bấm quá. Bạn cổng Thúy ra A hả? Ok good job. Bạn Vinh là em ra câu A. Ok. Ok thank you bạn Dũng. N trung bình bằng 2,6. Chắc ăn nha Dũng nha. 2,6 thì em suy ra là Han Kon là C mấy? C2H5OH và C3H7 OH thôi đúng không? Rồi, Han Kon đồng đẳng kế tiếp. Sáng tiện mình tìm được mình tìm được số mol của Han Kon luôn không các bạn? Tìm được không? Được đúng không? Ta lập hệ giải luôn số mol Han Kon mà. Tại vì chút nữa tính hiệu suất thế nào chúng ta cũng phải tính được mol Han Kon mà. Lập hệ ta giải nào. M lớn Han Kon này là 46x cộng với này là 60y bằng tổng là 27,2 gam. Phương trình số 2 chúng ta sẽ lập dựa trên mol của oxy. Ở đây chúng ta không cần phải viết phương trình đốt cháy đâu bạn. Bạn dựa trên phương trình tổng quát, bạn sẽ tính được cái hệ số cân bằng của oxy rất là nhanh. Thằng này là gì? Cái này là các bạn thế N vô đây. N bằng 2 vô đây. Thì 3 nhân 2 chia 2 là nó ra 3 oxy á. Rồi cái mol oxy có nghĩa là thằng này bạn xác định là nó phản ứng với 3 oxy, hiểu không? Rồi tiếp thế N vô đây. N này là bằng 3, là 3 nhân 3 là 9, 9 chia 2 là 9 phần 2 oxy. Đó, mình làm như thế cho nó nhanh nha bạn ơi, chứ không mà mình viết phương trình ra nữa nó tốn thời gian lắm. Chúng ta có thằng này sẽ phản ứng với 3 oxy thì mol oxy là 3x đúng không? Này là 4 gì bạn? 9 phần 2 oxy là 4,5 á. 9 phần 2 oxy là 9 phần 2y. Thì bằng tổng mol oxy là 1,95. Rồi bạn nào tốt bụng bấm giúp cô giá trị xy với. Muốn được cô khen đẹp da là phải có máy tính trong người hả? Ok. Bấm giúp cô giá trị xy với nào. Bạn nào tốt bụng đâu bấm giúp cô với. Chưa thấy bạn nào comment cả. X bằng 0,2, Y bằng 0,3. Được chưa? À bạn Ánh Hồng, ok thank you em. Rồi chúng ta có XY được chưa nào. Sau khi có XY chúng ta làm gì nữa? Chúng ta làm cái gì nữa các bạn ơi? Muốn tính được hiệu suất của cái phản ứng tạo ete ở đây thì chúng ta phải làm được cái gì? Ta phải tính được cái số mol của gì bạn? Số mol của mỗi cái ancol đã tham gia phản ứng. Thì ở đây chúng ta sẽ viết cho cô cái phương trình nhé. À, chúng ta sẽ viết cho cô phương trình ạ. Chúng ta cần phải tính được số mol của các cái ancol đã tham gia phản ứng tạo ete đó để chúng ta tính được cái hiệu suất nha. Đúng không ta? Câu hỏi đúng không? Câu hỏi là người ta hỏi là tính hiệu suất của phản ứng tạo ete của hai ancol x và y đó. Vậy thì chúng ta nhớ nào, hiệu suất tạo ete thì chúng ta sẽ lấy gì? Mol của ancol ethylic đã phản ứng đúng không? Chia cho gì? Chia cho mol của nó ban đầu. Đó, mol của nó ban đầu chúng ta vừa tính ra được là 0,2 nè, nhân cho 100. Đó là hiệu suất của phản ứng tạo ete của ancol ethylic được chưa? Tương tự hiệu suất của ancol gì? Hiệu suất tạo ete của ancol còn lại C3H7OH thì nó sẽ bằng số mol của C3H7OH đã phản ứng đúng không? Rồi nhân trăm chia cho mol của nó ban đầu là 0,3. Vậy chúng ta cần phải tìm số mol đã phản ứng. Phải tìm bằng cách nào thì chúng ta sẽ bắt đầu lưu ý cho cô như thế này nhé.
Ta có nào, viết cho cô cái phản ứng tạo ET nha. Ở đây cô viết cái phương trình tổng quát tạo ET là R trung bình OH. Viết tổng quát thôi cũng được nha bạn. Tách nước với H2SO4 đặc. Chúng ta tạo ra được sản phẩm là ET đúng không? ET là gì? ET là R trung bình O, R trung bình. Rồi tách nước ra đây. Ta tăng bằng là 2 ancol. Đây là phương trình tổng quát tạo ET đúng không? 2 ancol tách nước tạo ra 1 ET và 1 nước. Đó. Thế chúng ta làm được gì ở đây nào? Ta chói cho cô đó, mình đã có được mol của ET là 0,08 các bạn. Cái chỗ này là cái kỹ năng xử lý, chỗ toán tính được số mol của 2 ancol phản ứng các bạn cần lưu ý nhé. Mình sẽ có cho cô nào, mol của ET tạo thành đề bài cho ở đây là 0,08. Thì lúc này cô suy ra được mol của ancol đã phản ứng có phải là 0,08 nhân 2 là 0,16 không? Được chưa? Ta có mol của ancol đã phản ứng là 0,16. Vậy cô lập được nha, cô đặt nào. Cô giả sử lượng ancol ethylic đã phản ứng là A mol, lượng ancol C3H7 đã phản ứng là B mol. Đây là lượng đã phản ứng, cô đặt lần lượt là AB. Vậy có phải cô lập được ngay một cái phương trình là A cộng B bằng tổng lượng ancol đã phản ứng là 0,16, đúng chưa? Phương trình số 2 cô sẽ lập được cái gì? Luôn luôn chúng ta sẽ lập cho cô phương trình số 2 là dựa trên khối lượng của ancol đã phản ứng. Khối lượng ancol này đã phản ứng là 46 nhân A cộng với khối lượng của ancol này đã phản ứng là 60 nhân B. Thì nó sẽ bằng gì? Bạn nhìn cho cô. Trong cái phản ứng tạo ET luôn luôn chúng ta sẽ sử dụng được đó là định luật bảo toàn khối lượng. Số mol ET là 0,04 thì cô suy ra nhầm 0,08 thì nước cũng là 0,08. Cô đã có được khối lượng của ET là 6, bao nhiêu bạn? 6,76. Vậy có phải cô sẽ tính được cái khối lượng của ancol đã phản ứng bằng định luật bảo toàn khối lượng là bằng khối lượng ET cộng khối lượng nước đúng không? Vậy cô có đâu? Khối lượng ET đề bài cho là 6,76 cộng khối lượng nước là 0,08 nhân 18. Thì đó là luôn luôn nha bạn, đó là luôn luôn là cái hai cái phương trình mà chúng ta sẽ lập để chúng ta tính được cái mol của hai cái ancol đã phản ứng tạo ET. Rồi, ok. Rồi, bạn nào đẹp trai xinh gái bấm giúp cô giá trị AB với. Cô làm biến bấm phương trình xếp so với bấm hệ phương trình, cô làm biến bấm lắm. Cái bấm dùng cô chưa? Bấm cô một cái. Cô nóng quá. Mệt quá. À ok, có bạn comment rồi nào. Bạn Dũng với bạn Thanh Nhàn, ok, thank you hai bạn đẹp trai xinh gái của lớp mình. Thì có là cô có A bằng 0,1 đúng không? Y bằng 0,06 đúng không? Rồi ok. Sau khi có giá trị AB, à nhầm AB chứ. Thì chúng ta đã có được số mol của này phản ứng rồi. Thế vô ta tính được hiệu suất chưa? Quả được. Thế nhá. Này phản ứng là 0,1 chia 0,2 nhân 100, hiệu suất 50 được chưa? Thằng này là phản ứng là nhiêu? Là 0,06 chia 0,3 nhân 100 thì ra 20% thôi. Đó, xong nhá. Rồi chúng ta có đáp án sẽ là câu gì đó. Để cô coi đề là câu A. Lúc nãy bạn nào chọn câu A là chuẩn đấy. Rồi, good job nha. Vậy chúng ta nhớ cho cô đồng. Đối với bài toán tính hiệu suất phản ứng tạo ET của ancol, thứ nhất mình phải tính được cho cô mol của ancol ban đầu. Thứ hai mình phải tính được lượng mol của ancol đã phản ứng. Mol ancol ban đầu thì chúng ta sẽ dựa trên cái dữ kiện của bài cho. Cụ thể thì bài này dựa trên cái khối lượng của hỗn hợp ancol và số mol của oxy đã đốt cháy ancol, chúng ta tính được mol K2 ancol ban đầu. Đó là mol ancol ban đầu nhé. Tiếp theo, số mol của ancol phản ứng, chúng ta nhớ cho cô đụng đến phản ứng tạo ET, chúng ta luôn luôn xử lý như này, được không nào? Nhá. Bạn Hoàng Cường là cô giải thích lại cái 3X. Cái này là số mol của oxy đấy em. Cô nói với các bạn là gì? Để mình tiết kiệm thời gian. Thay vì là em phải viết cái phương trình đốt cháy của ancol này và ancol này, em cân bằng hệ số của oxy, thì em có thể nhắm nhanh cái hệ số này bằng cách thế vô cái phương trình tổng quát. Với giá trị N bằng 2 đây, em thế vô N bằng 2 đây. N bằng 2 thì em có là 3 nhân 2 chia 2 là ra 3 đúng không? Thì em có hệ số cân bằng của oxy đối với ancol ethylic là 3. Hiểu không? Em không có tốn thời gian để em viết phương trình nữa. Hiểu ý cái đường nào? Tương tự hàng này em thế số carbon là 3 vô, 3 nhân 3 chia 2 là 9 phần 2 đấy. Đó, vậy chúng ta cân bằng nhanh rồi, chúng ta có hệ số oxy thì ta sẽ lập được phương trình là gì? Mol oxy vô này sẽ là x nhân 3 là 3x. Mol oxy này là 9 phần 2 nhân y. Được chưa? Cộng tổng lại là bằng tổng mol oxy là 1,915. Hiểu ý tưởng cho em ơi, ok không? Cường ok cho em. Còn ai thắc mắc gì nữa các bạn comment để cô giải đáp nào.
Nha, mình cố gắng là mình cô giáo rất là kỹ mấy câu khó này để các bạn lấy điểm 10 ở trên lớp khi mình thi cuối kỳ á. Giống như giữa kỳ bữa trước đúng không? Giữa kỳ cô cũng ôn rất là kỹ với bạn và cô thấy có rất là nhiều bạn báo với cô đều full điểm 10. Rất là tốt, rất là giỏi. Ok chưa? Rồi chụp bài giải lại để mình mai mình tự làm lại rồi mình tự đối chiếu kết quả rồi mình ghi vào trong đề nhá. Rồi chụp cho cô. Chúng ta kết thúc rồi đó, đề này 35 câu chúng ta đã kết thúc xong. Nắm được bài hết không các bạn ơi? Bạn Tuấn Kiệt, cô ơi mấy cuốn sách cô tặng khi đăng ký khóa học cô có bán không cô? Cái là cái cuốn sách mà đây đây cô vẫn còn đang giữ đây. Cuốn sách này các bạn là cái đợt này là cô đang in hai cuốn mà cô đang cầm trên tay á, hai cuốn này đúng không? Là hai cuốn mà cô in cái đợt cho các anh chị 2K4. Thì đợt này cô tặng cho anh chị 2K4 hết rồi. Thì đợt cô các bạn là cô sẽ in sau, cô đang chỉnh sửa lại cho nó hoàn chỉnh cái sách cho nó đẹp một chút. Cô sẽ đổi bìa, năm nay chất lượng hơn năm sau. À nhầm, năm 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 cô các bạn là năm sau là năm 2K4 á, thì cô ở nhầm 2K5 á thì cô sẽ sửa lại cho cái sách nó chất lượng hơn so với năm vừa rồi một chút. Cô sẽ in. Sau đó là cô sẽ ship về cho các bạn đăng ký khóa học. Đó, các bạn có đăng ký sớm trong giai đoạn này các bạn sẽ được tặng sách đấy. Được không? Và sách cô chỉ tặng thôi bạn, cô không bán nhá. Cô là chỉ có in ra để tặng học sinh thôi, cô không bán. Được chưa nào? Bạn Nguyễn Linh là mai cô đang file đề lên, ok. Bạn 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 gì đây, bạn trai họ Phan là mai em in ra sẽ làm thử, ok. In ra làm thử trước rồi sau đó xem lại livestream sửa của cô để nắm chắc bài nhé. Rồi sẵn tiện xin mấy đứa 2 phút cuối giờ là sẵn tiện là cô PR một chút. Đó, nói thành ra là PR một chút cho cái khóa học, cái khóa VIP khóa 2K5, khóa 12 cho 2K5 xuất phát sớm vào năm sau. Thì bạn nào có mục tiêu mình muốn kiếm điểm cao ở trên lớp nè, muốn kiếm 8 cộng 9 cộng trong đề thi, trong cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm sau, năm 2023, hoặc là các bạn muốn ôn hóa để mình thi đánh giá năng lực thì mình có thể theo cái khóa đó của cô. Thì trong cái khóa thì cô sẽ dạy cho bạn đầy đủ hết kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Được chưa nào? Cái khóa học đó nó sẽ chất lượng rất là nhiều so với cái khóa gì bạn, cái khóa mà free 2K5 cô vừa dạy cho bạn ở trong lớp 11 ấy, đúng không? Chất lượng hơn nhiều, tại vì lớp 11 cô nói là cô lọc ra dạy là chủ yếu để các bạn học và các bạn nắm được cái nền tảng của lớp 11, đồng thời là cũng muốn hỗ trợ các bạn để các bạn học tốt khóa 11 để bạn có nền tảng các bạn học tốt năm sau. Được chưa? Năm sau thì chúng ta sẽ có kiến thức lớp 12 nó sẽ khó và hay hơn rất là nhiều lớp 11. Người ta xuất phát sớm nó cũng là một cái lợi thế, chúng ta học trước chương trình và vô năm chúng ta học nó tốt hơn. Được chưa? Rồi. Đăng ký sớm thì bạn sẽ được ưu đãi là giảm học phí rất là sâu. Học phí cô giảm cực kỳ rẻ luôn ạ. So với cái chất lượng của khóa học thì đây là đợt mà cô giảm đầu tiên, là đợt cô có là đợt mà cô tuyển sinh đầu tiên bao giờ cô cũng giảm cái học phí nó thấp nhất. Các bạn tranh thủ đăng ký cái thời gian này cho nó rẻ nhé. Được chưa? Ok, đó thì cô xin vài phút cô PR thế thôi, cho nên là bạn nào muốn theo cô học vào năm sau thì bạn inbox cho bay đăng ký nha. Bạn cần tư vấn gì bạn nhắn lên đó rồi cô sẽ tư vấn cho. Bây giờ chúng ta nghỉ được chưa? Cô đang phải điểm hả? Ok, cô sẽ đăng bây giờ kết thúc livestream, cô đang giờ này có ai xem không? Mai đang nhờ, mai đang đi chứ bây giờ trễ rồi, đang cũng không có bạn nào xem. Bạn Kim Oanh, cô ơi, cô không nắm, cô ơi vô cơ không nắm chắc hả? Ý em là vô cơ lớp 11 đúng không? Thì các bạn lên lớp 12 á thì cái kiến thức vô cơ chúng ta sẽ được học vào cái học kỳ 2 của lớp 12. Thì kiến thức vô cơ lớp 12 á thì nó có liên quan một chút đến hóa lớp 10 và lớp 11. Nhưng mà lúc đó thì cô đều sẽ dạy lại từ đầu cho bạn. Có nghĩa là tại vì các bạn hiểu không? Bây giờ mình học một học kỳ 2 của lớp 11 mình học hữu cơ, qua học kỳ 1 của lớp 12 mình học hữu cơ, thì qua một năm các bạn kiến thức vô cơ các bạn đã quên hết rồi. Cho nên qua học kỳ 2 của lớp 12 mà mình bắt đầu học lại vô cơ thì cô sẽ dạy lại từ đầu. Cho nên là bạn nào bị mất gốc vô cơ thì bạn vẫn yên tâm là mình vẫn học tốt khóa 12 nếu như mình chăm nhé. Được chưa? À, đang phải điểm cho nó nóng, ok. Và thì cô sẽ đang kết thúc livestream, cô sẽ đăng vào trong nhóm 2K5 cho các bạn nha. Được chưa nào? Sách có phải mua không hả? Sách thì cô không có bán, cô tặng cho bạn được chưa nào?
sách là cô tặng. Ok. Rồi, không còn ai thắc mắc gì nữa đúng không? Thế thì chúng ta nghỉ. Bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ cô đi ăn khuya rồi, cô đói bụng quá rồi. Được chưa? Ok. Còn ai thắc mắc gì nữa không? Hết rồi thì chúng ta nghỉ nhé. Ok ha, chúc mấy đứa ngủ ngon. Và nhớ nha, cái lịch học thì tuần này chúng ta còn một buổi học ngày thứ sáu nữa. Thì cô cũng sẽ tập trung ôn thi cuối kỳ cho bạn thi cho nó tốt. Được nào? Thì bữa đó chúng ta ôn cái gì thì cô sẽ thông báo trong nhóm học được nào. Rồi, bye bye các bạn, chúc bạn ngủ ngon.